Dạ, xin được chào mừng toàn thể quý vị phụ huynh và tất cả các bạn thí sinh đang đến với Văn Lang Q&A, chương trình livestream tư vấn tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Văn Lang. Và với chủ đề ngày hôm nay thì Minh Nhật tin chắc rằng sẽ thu hút rất là nhiều các bạn thí sinh. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trong thời đại như thế này, thời đại số, thời đại thông tin giữ một cái vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, thì việc lựa chọn ngành học nào để liên quan đến kỹ năng chinh phục thế giới số luôn là một điều mà các bạn sinh viên, các bạn học sinh, các bạn thí sinh thuộc lứa tuổi Gen Z rất là quan tâm. Vậy thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những câu hỏi như là mình cần phải chuẩn bị những gì, rồi ở ngành nghề này chúng ta sẽ học tập được những gì, rồi khi mà ra trường chúng ta sẽ trở thành một con người như thế nào. Nói chung rằng là 1001 những câu hỏi của tất cả các bạn. Nhưng các bạn đừng lo, ngày hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp hết tất cả những câu hỏi đó, tất cả những thắc mắc đó trong buổi livestream ngày hôm nay. Với chủ đề của Văn Lang Q&A, đa dạng hướng đi cho team đam mê lĩnh vực IT. Dạ vâng, xin được chào thầy ạ. Rồi, chào MC Minh Nhật. Kính chào tất cả các quý phụ huynh, các bạn tân sinh viên K28 của Trường Đại học Văn Lang đang xem và nghe livestream tư vấn tuyển sinh hôm nay. Dạ vâng, và giới thiệu với tất cả các phụ huynh và tất cả các bạn ngày hôm nay thì ngồi tại trường quay của Văn Lang Q&A đó chính là Thạc sĩ Bùi Minh Phụng, thầy hiện tại đang là Phó trưởng khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Văn Lang. Và ngày hôm nay thì đến với Văn Lang Q&A và cụ thể rằng là khi mà được lắng nghe một chủ đề rất là hấp dẫn và rất là thú vị, đa dạng hướng đi cho team đam mê lĩnh vực IT thì thầy đang cảm thấy như thế nào ạ? Thì cái chủ đề hôm nay thì các bạn thấy là đa dạng hướng đi cho team đam mê lĩnh vực IT thì có phải nghe có vẻ rất là hot đúng không nào? Yeah. Tức là thời sự hiện nay. Thì các bạn biết rằng là thời điểm hiện nay IT, mình hay dùng từ IT nhưng mà thật ra là công nghệ thông tin. Thì tiếng Việt của mình là như vậy. Thì hiện nay nó nằm ở tất cả mọi các lĩnh vực, các ngành nghề. Yeah. Trong từ cả các công ty, các doanh nghiệp lớn đến những cái hoạt động cá nhân thường ngày chúng ta đều có ứng dụng cái lĩnh vực công nghệ thông tin vào. Yeah. Đặc biệt là qua cái đợt Covid vừa rồi thì mọi người đều có thể thấy rằng là hầu như là cái công nghệ thông tin nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái hoạt động. Đặc biệt là khi chúng ta không di chuyển được nhiều này, chúng ta bị lockdown thành phố này, nhưng mà chúng ta vẫn có thể kết nối, vẫn có thể làm việc tất cả mọi thứ được. Thì đó là cái ứng dụng của ngành công nghệ thông tin rất là hay và yeah. rất là tức thời cũng như là giúp cho mọi người có thể kết nối được rất là dễ dàng. Yeah, vâng. Tuy nhiên thì rõ ràng là IT bây giờ thấy rõ ràng nó không phải chỉ thuần túy nó chỉ là một cái lập trình hay cái gì hết. Yeah, mà nó là nằm ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Thì chính vì vậy thì các em thấy rằng ở trường Đại học Văn Lang này thì đào tạo rất là nhiều cái lĩnh vực, cái ngành cũng như là liên quan đến IT để giúp cho các em có thể có được những cái lựa chọn, có thể có được cái cơ hội sau này khi các em ra trường làm ở lĩnh vực IT nhưng mà ở nhiều cái hướng khác nhau, hướng chuyên sâu khác nhau. Đấy như thế vậy. Thì vào hôm nay thì thầy cùng với các thầy cô đang online thì sẽ ngồi đây để mà giải đáp giúp các em cũng như là hướng dẫn các em sẽ chọn cái ngành như thế nào, cái hướng đi như thế nào cho nó phù hợp. Dạ vâng, xin được cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Và các bạn thí sinh, các bạn tân sinh viên tương lai của Trường Đại học Văn Lang thân mến thì chúng ta sẽ có tới tận 90 phút để đồng hành cùng với lại tất cả các quý thầy cô trong ban tư vấn ngày hôm nay. Và cũng là như lời của Thạc sĩ Bùi Minh Phụng đã chia sẻ cho các bạn thì hướng đi dành cho tất cả các bạn đam mê lĩnh vực này thì thực sự rất là lớn và rất là đa dạng, không chỉ là về cơ hội việc làm mà cả là về ngành học nữa. Và tại Trường Đại học Văn Lang thì hiện đang có 3 ngành chuyên sâu về lĩnh vực IT, công nghệ thông tin. Đó chính là ngành công nghệ thông tin, ngành kỹ thuật phần mềm và ngành khoa học dữ liệu. Và tất cả các bạn học sinh, các bạn thí sinh đang quan tâm đến 3 ngành này thì chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay để chúng ta có thể như là đặt những câu hỏi để quý thầy cô có thể giải đáp được tận tình những thắc mắc dành cho các bạn nhé. Và ngoài Thạc sĩ Bùi Minh Phụng đã có lời giới thiệu và cũng như là cảm nghĩ ngày hôm nay, và Văn Lang Q&A còn kết nối với lại quý thầy cô online đặc biệt với chúng ta trong ngày hôm nay, thì đó cũng chính là điểm mới của series Văn Lang Q&A trong năm nay. Thì chúng ta sẽ cùng nhau chào đón tất cả các quý thầy cô đang hiện diện với chúng ta ở online nhé. Xin được chào các quý thầy cô ạ. Dạ, và quý thầy cô đang vẫy tay của mình đang chào lại các bạn. Và hy vọng rằng là khi mà chúng ta kết nối ở nhà ấy thì chúng ta vẫn sẽ giữ cho mình một tinh thần gọi là tràn đầy năng lượng để tham gia vào buổi livestream ngày hôm nay. Dạ vâng ạ. Và cũng xin được giới thiệu với tất cả các bạn thí sinh thì
Ban tư vấn online gồm các thầy cô đến từ khoa công nghệ thông tin và khoa kỹ thuật cơ, điện và máy tính. Và em xin được mời ban tư vấn sẽ được gửi lời chào đến các bạn thí sinh, các bạn học sinh đang theo dõi trong livestream vào buổi tối ngày hôm nay. Và Minh Nhật cũng xin được ưu tiên cô giáo duy nhất và trong vàng tư vấn về ngành công nghệ thông tin vào tối ngày hôm nay xin được giới thiệu với tất cả các bạn, Thạc sĩ Lý Thị Huyền Châu, Phó trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn Kỹ thuật phần mềm khoa công nghệ thông tin. Nghe không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ xin được chào cô ạ. Xin chào tất cả các bạn thí. Dạ vâng ạ. Nếu các bạn có mong muốn được tạo ra những cái ứng dụng thông minh và chạy trên các thiết bị điện tử như là smartphone hoặc là máy tính hoặc là iPad thì công nghệ thông tin là một thời lựa chọn đúng đắn cho các bạn ngay tại thời điểm này. Tôi tên Lý Thị Huyền Châu, giảng viên phụ trách bộ môn kỹ thuật phần mềm. Rất là hân hạnh được giao lưu với các bạn ngày hôm nay. Hẹn gặp các bạn trong tương lai nha. Dạ vâng. Dạ xin được chào cô. Một lời giới thiệu phải nói là vô cùng là ấn tượng đến từ cô dành cho tất cả các bạn học sinh. Và cũng tạo ra cho các bạn rất là nhiều những điều hấp dẫn. Và cũng xin được giới thiệu tiếp tục đến với tất cả các bạn. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Trương Khắc Tùng, trưởng bộ môn mạng máy tính and IoT. Dạ xin được chào thầy ạ. Và xin kính chào quý vị phụ huynh cùng các em sinh viên tương lai của khoa công nghệ thông tin trường Đại học Văn Lang. Hôm nay thầy đến đây để sẵn sàng tư vấn cho các em, giải đáp cho các em các cái thắc mắc về liên quan đến cái chuyên ngành công nghệ thông tin đang rất là hot, rất là thời sự hiện nay. Và đặc biệt đó là sẽ giải đáp cho các bạn những cái thắc mắc liên quan đến các cái chuyên ngành. Hiện tại là mình có trường Đại học Văn Lang thì nó có ba cái ngành lớn. Thì trong đó thì có ngành công nghệ thông tin á, thì bên trong thì nó còn có các cái chuyên ngành hẹp nữa. Thì thầy hy vọng rằng là nếu các bạn nào có chưa rõ còn các cái băn khoăn á, thì thầy sẽ sẵn sàng chia sẻ giải đáp thêm cho các bạn. Dạ vâng ạ. Cái buổi nay cái chương trình thành công. Dạ rồi, xin được cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Và xin được kính giới thiệu đến với tất cả các bạn tiếp theo, Tiến sĩ Trương Quốc Trí, quyền trưởng bộ môn khoa học dữ liệu. Xin chào quý vị phụ huynh và các em sinh viên. Mình là Trương Quốc Trí, hiện tại là phụ trách ngành khoa học dữ liệu của khoa cơ điện và máy tính trường học Văn Lang. Thì cái ngành khoa học dữ liệu là một cái ngành khá mới trên thế giới và cả Việt Nam mình. Thì ngành này cách đây khoảng 3 năm bắt đầu là đã được xây dựng ở Việt Nam. Thì cái ngành khoa học dữ liệu thì nghe tên có vẻ là rất là không có tâm phục, nghe cái khoa học dữ liệu là các em sinh viên rất là sợ, nhưng thực tế là nó rất là gần gũi qua những ứng dụng về trí tuệ nhân tạo. Thì thầy hy vọng là buổi hôm nay thầy sẽ giải đáp thắc mắc cho các em cái trí tuệ nhân tạo thế nào và khoa học dữ liệu như thế nào. Dạ vâng ạ. Và hẹn gặp các em vào tháng 8 năm nay. Dạ vâng. Chào đón các em thân sinh viên của trường học Văn Lang. Dạ, xin được cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Và xin được tiếp tục giới thiệu đến với các bạn, xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Phạm Toàn Định, giảng viên bộ môn khoa học dữ liệu. Dạ, xin được chào thầy ạ. Xin chào các quý phụ huynh và các em học sinh. Dạ vâng ạ. Thầy là giảng viên bộ môn khoa học dữ liệu và hy vọng là thầy có thể gặp các bạn tại trường học Văn Lang và tại bộ môn khoa học dữ liệu để chúng ta trao đổi về các vấn đề của khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Dạ vâng, xin được cảm ơn thầy rất nhiều. Và cuối cùng thì xin được giới thiệu với các bạn Thạc sĩ Huỳnh Phước Danh, giảng viên bộ môn kỹ thuật phần mềm. Xin chào quý phụ huynh cùng các bạn K28. Các bạn có nghe các thầy cô trước có giới thiệu công nghệ thông tin và phần mềm. Tôi chắc chắn các bạn cũng chưa phân biệt rõ được sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và phần mềm điểm nào. Thầy rất vui sẽ chào đón các bạn vào tháng 8 ngày vào ngành kỹ thuật phần mềm. Các bạn cần đặt nhiều câu hỏi hơn để làm rõ hơn cái kỹ thuật phần mềm nó khác với mình như thế nào và mình chọn được trong cái thông tin đó cái phần mềm nó làm cái gì và nó giúp được gì cho công việc sống của các bạn và xài cái gì trong đó. Mình rất mong là các bạn đặt nhiều câu hỏi hơn và các bạn làm rõ cái điều đó. Mình rất vui chào đón các bạn vào ngành kỹ thuật phần mềm trong năm nay. Chúc các bạn sức khỏe. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn thầy rất là nhiều và cũng xin được cảm ơn tất cả các quý thầy cô đã dành thời gian ngày hôm nay dạ để tư vấn, để mang đến những kiến thức dành cho các bạn. Ngày hôm nay quả thật rằng là chúng ta có một
phải gọi là dàn khách mời vô cùng là hùng hậu. Và dù là kết nối online thì đây cũng không phải là trở ngại để chúng ta đến gần hơn với các bạn học sinh đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Và chỉ cần các bạn gửi câu hỏi về cho chương trình mà thôi thì các thầy cô sẽ giải đáp vô cùng nhiệt tình để giúp cho các bạn. Và Minh Nhật cũng xin chia sẻ thêm với tất cả các quý thầy cô cùng với lại tất cả các bạn học sinh. Thì chủ nhật vừa rồi vào buổi tối và vừa rồi thì Văn Lan đã có một chuyến tư vấn rất là đông vui trong ngày hội tuyển sinh được tổ chức tại Đại học Cần Thơ. Và trong vô số nhiều câu hỏi của tất cả các bạn thí sinh thì đoàn tư vấn cũng kịp ghi hình lại hai câu hỏi nổi bật của các bạn học sinh từ Vĩnh Long đã gửi về cho chương trình Văn Lan Q&A vào buổi tối ngày hôm nay của chúng ta. Thì xin được mời quý thầy cô và các bạn sẽ cùng được lắng nghe hai câu hỏi này nhé. Xin chào mọi người, em tên là Nguyễn Hào Nam, hiện đang học lớp 12T3 của trường Trung học Vĩnh Long. Em muốn hỏi là em mới học công nghệ thông tin nhưng em lại học không giỏi toán và tin. Nhưng em lại thích tìm hiểu những điều về game và trang web. Thầy cô có thể giúp em trả lời câu hỏi này. Em tên là Mai Chí Bảo, học sinh lớp 12T4 của trường Trung học phổ thông Vĩnh Long. Em có một câu hỏi là ngành kỹ thuật phần mềm. Về ngành kỹ thuật phần mềm thì định hướng nghề nghiệp sau này của ngành kỹ thuật phần mềm có được rộng mở hay không? Dạ vâng, và Minh Nhật cũng xin được lặp lại nội dung câu hỏi là đến từ bạn Nguyễn Hào Nam, lớp 12T3 từ trường Trung học phổ thông Vĩnh Long. Thì bạn đó có nội dung câu hỏi như sau: em không học giỏi toán, tin nhưng lại rất yêu thích về web và game, thì em có theo học công nghệ thông tin được không ạ? Và với câu hỏi này thì xin được mời thầy Minh Phụng sẽ trả lời và giải đáp dành cho bạn nhé. Rồi thì cái câu hỏi này của các em á, của em thì thật sự ra cũng là cái câu hỏi của rất nhiều các bạn đã đặt cái câu hỏi này. Yeah. Thì lần trước thì cũng đã có nhiều cái lần trả lời. Thì bây giờ thầy chỉ trả lời vắn tắt đặt như thế này thôi. Thì khi học về công nghệ thông tin thì mọi người đều nghĩ rằng đó là chúng ta bắt buộc là phải giỏi, rất là giỏi toán. Thật sự ra thì công nghệ thông tin nó cần toán, cũng cần thật. Nhưng không phải là chúng ta bắt buộc phải giỏi ở tất cả các cái lĩnh vực khác nhau khi ta học công nghệ thông tin mà cần phải giỏi toán. Ở đây thì có những cái ngành chắc chắn rằng ta cần phải giỏi toán để chúng ta có thể làm được. Ví dụ như là chúng ta phải nghiên cứu sâu hơn, chúng ta đi học cao hơn lên cho các cái bậc tiếp theo, thạc sĩ, tiến sĩ v.v. Hoặc là các em liên quan đến các cái thuật toán để mà các em có thể giải quyết các vấn đề mà liên quan công nghệ thông tin. Nhưng mà ở đây em lại nói rằng là em thích về lập trình, về game thì em có học được hay không? Thì đối với phần lập trình, cái quan trọng chính là thứ nhất là các em chỉ còn có cái tư duy logic để các em có thể làm sao hiểu được và các em biết cách để các em lập trình, các em tạo ra được những cái trang web, những cái đoạn script để các em được giao diện để tương tác với người dùng. Làm sao để các em có làm được những cái phần như thế vậy. Cái quan trọng đây là ngoài cái việc mà khi các em làm lập trình đó thì chắc chắn khi ra ngoài công ty thì các em sẽ cần, người ta sẽ cần thêm những cái kỹ năng mà các em cần phải có. Ví dụ như bắt buộc các em phải làm việc trong nhóm. Các em phải làm việc trong nhóm, các em phải có những cái hoạt động, ví dụ như là cái khả năng có thể là tự xử lý các vấn đề. Tuy nhiên thì đây thầy cũng nói là các em cũng yên tâm. Bởi vì khi mà các em đã đến ở Văn Lang các em học thì nhà trường sẽ tạo điều kiện, sẽ có những cái chương trình giảng dạy để mà hỗ trợ cho các em có những cái cơ hội, ví dụ như là để trau dồi kinh nghiệm này, về các kỹ năng làm việc nhóm này, kỹ năng học tập như thế nào này, rồi các kiến thức liên quan đến lập trình hoàn toàn có thể đào tạo, có thể hướng dẫn cho các em được. Cho nên thầy muốn khẳng định lại một lần nữa là các em, nếu như quan trọng nhất em đây các em có đam mê, nếu các em có đam mê thì cứ mạnh dạn các em học nhé. Nếu đam mê các em mạnh dạn các em học. Công nghệ thông tin nó là một cái lĩnh vực rộng, nhưng mà các em đam mê về lập trình rồi, các em đã có đam mê rồi thì thầy tin rằng là các em sẽ học thành công. Và trường Văn Lang sẽ là cái nơi tạo điều kiện cho các em để các em phát huy được tối đa cái
đam mê của mình, cái năng lực của mình để các em hoàn thành được công việc cũng như là sau này các em có một cái nghề nghiệp tốt. Dạ vâng, xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Quan trọng rằng là chỉ cần có đam mê thôi. Đúng rồi. Khác chúng ta sẽ từ từ chúng ta bổ sung sau. Và Văn Lai sẽ là một bệ phóng, sẽ là một nơi để bổ sung những điều đó để tương lai các bạn sẽ phát triển tốt hơn. Dạ vâng, xin cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Và câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Mai Chí Bảo thuộc lớp 12T4 trường Trung học phổ thông Vĩnh Long. Thì bạn nó có một cái câu hỏi là định hướng nghề nghiệp của ngành kỹ thuật phần mềm trong tương lai có được rộng mở hay không? Và với câu hỏi này thì em xin được mời thầy Phước Chanh sẽ trả lời giúp bạn ạ. Cảm ơn câu hỏi của các bạn. Câu hỏi là cái nghề trong cái kỹ thuật phần mềm có được rộng mở hay không? Thì trước khi trả lời có rộng mở hay không thì thầy cũng nói qua một vài cái điểm của kỹ thuật phần mềm để các bạn nắm. Nếu còn biết được là nó rộng mở hay không thì các bạn biết là cái phần mềm nó làm cái gì. Các bạn hàng ngày các bạn biết Facebook, các bạn biết đó là phần mềm. Các bạn dùng Microsoft Word, các bạn dùng Excel, đó là một phần mềm. Các bạn lướt web, đó là một phần mềm. Rồi các bạn chỉnh sửa hình ảnh để lên Facebook, cũng đó là một phần mềm. Thậm chí các bạn thấy người ta dùng với chữ là hệ điều hành Android, hệ điều hành iOS, đó là một phần mềm. Vậy các bạn thấy là các phần mềm nó phủ hết tất cả cái cuộc sống mà các bạn đang dùng ở đây, đang tương tác ở đây. Không có một công ty nào nó không sử dụng phần mềm. Đến bây giờ cái nền phát triển là không có công ty nào không dùng phần mềm. Mà ngay cả nông dân bây giờ cũng dùng phần mềm, người ta lướt Facebook, người ta gọi Zalo, đó là một phần mềm. Thì từ đó các bạn thấy là cái hướng đi trong phần mềm mà để có việc làm nó hầu như nó chiếm tất cả. Bên cạnh đó các bạn có thể làm được rất là nhiều việc khác, nó không chỉ tạo ra được những cái phần mềm ứng dụng như hồi nãy thầy vừa kể, ví dụ như là Facebook hay là làm các tổng kết cái loại như vậy, không đơn giản như vậy. Các bạn có thể vào được các công ty làm việc chuyên nghiệp hơn, các bạn tạo ra những phần mềm cho người khác xài, đó là phần mềm đào tạo được những người như vậy. Các bạn thiết kế được cái quy trình để cho người khác xây dựng cái sản phẩm phần mềm. Các bạn có thể biết được cách làm sao để đảm bảo phần mình ra đợi ra sản xuất ra hay là cho ra đời nó chất lượng, nó tốt. Thì đó là các cái hướng mà các kỹ thuật phần mềm hướng tới và các công việc phần mềm. Như vậy các bạn có thể làm rất là nhiều việc và hầu như nếu tương lai gần các bạn tương tự ngay tôi tốt là đơn vị thông tin, nhưng thực chất rất nhiều người có thể thông tin người ta đi làm phần mềm chứ không phải nhiều công ty rất là rộng đúng không? Chập nữa nếu các bạn hỏi đó thì các thầy cô sẽ giải thích hơn. Tuy nhiên là đa số các bạn đi làm tốt nghiệp chúng ta ra đa số là làm phần mềm, mặc dù người ta không nói nó là đi là phần mềm. Thì không thì kinh chưa trong ngành tin nó có một ngành phần mềm nó rất nhỏ khoảng chuyên rõ hơn để cho những người chuyên đi lập trình ra các phần mềm. Vì vậy cái hướng việc làm được phần mềm thầy cho nó rất là thực tế, nó rất là rộng. Và các bạn nếu có thời gian các bạn soi trên mạng tuyến cái phần mềm rất là nhiều, và dân phần mềm ra không chỉ là lập trình nó đặt phần mềm, không chỉ là thiết kế được cái quy trình xuống phần mềm và có thể làm các tester mọi thứ đấy. Thì các bạn nếu như vậy thì mình làm ở đâu, các bạn làm doanh nghiệp ứng dụng phần mềm, các bạn các công ty phát triển phần mềm, các bạn các công ty tư vấn phần mềm đấy, hầu như là nó chiếm rất là nhiều. Và các khả năng xin việc làm của phần mềm nó rất là rộng, nhưng thầy nghĩ là nếu các bạn có đam mê lập trình thì các bạn chọn phần mềm thì cái việc làm và có mức lương nó không bao giờ thấp so với ngành khác. Vì thời gian không có nhiều nên thầy chỉ nói tóm tắt đơn giản để các bạn nắm. Nếu các bạn có gì dạ vâng ạ. Dạ và xin được cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Rồi tôi tin nhắn điều đó thì trả lời. Xin chào. Dạ vâng, xin được cảm ơn thầy Phước Chanh rất là nhiều. Và cũng xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của hai thầy. Và qua những câu hỏi trực tiếp của tất cả các bạn học sinh thì chúng ta có thể thấy rằng là các bạn đang rất quan tâm đến những tố chất cần có khi mà học một ngành học, và cả như là những định hướng sau này của các bạn khi mà chúng ta ra trường. Thì giờ để các bạn sẽ nắm rõ hơn về nội dung này thì Minh Nhật nghĩ rằng rất quan trọng để các bạn cần tìm hiểu mỗi ngành đào tạo nó sẽ có được những gì và định hướng chuyên sâu của ngành đó sẽ ra sao tại trường Đại học Văn Lang. Thì chúng ta sẽ đi một vòng tổng quan với 3 ngành là công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm và khoa học dữ liệu. Và đầu tiên thì với ngành công nghệ thông tin thì em xin được mời Thạc sĩ Bùi Minh Phụng sẽ giới thiệu tổng quan về những ngành học tại công nghệ thông tin ạ. Rồi thì xin chào các em.
Thì đầu tiên thì thầy sẽ giới thiệu qua tổng quan chút xíu cho các em về cái ngành công nghệ thông tin. Thì các em như cái tên gọi là các em thấy là ngành công nghệ thông tin, có nghĩa là nó sẽ đào tạo các cái lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin. Thì ở đây thì chữ công nghệ thông tin nó tương đối rất là rộng. Chính vì vậy thì khi mà vô học công nghệ thông tin ấy, ở trường Văn Lang, thì các em thấy rằng khi vô học thì các em sẽ học về kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin trước. Sau đó thì chính vì nó rộng, cho nên thường là hết một năm thứ nhất là bắt đầu các em sẽ có những cái lựa chọn, có những cái định hướng các em đi sâu hơn về một cái hướng nào đó, nha, về một cái định hướng nào đó. Có nghĩa là chúng ta không thể đi chung chung như thế vậy được, công nghệ thông tin rất rộng. Tuy nhiên thì đây thì khi nói công nghệ thông tin là đào tạo đầu tiên là cái nền tảng trước, để các em có nhiều cái lựa chọn, có khả năng các em lựa chọn các em bất kỳ một cái nào hướng nào khi mà các em đã có thử nghiệm ở trong một năm các em học. Vậy thì sau đó thì các em sẽ lựa chọn các cái hướng chuyên sâu khác nhau. Thì ở Văn Lang, nghe chứ, ngành công nghệ thông tin hiện nay có 5 cái hướng chuyên sâu khi mà các em học. Thứ nhất là các em cũng đi vào cái công nghệ phần mềm. Đã, nghĩa là cũng về đi về lập trình, nghĩa là các em sẽ học hướng chuyên sâu về lập trình. Đó, cái này thì các em ra cũng là làm về lập trình, đúng không? Làm về các cái phần mềm vân vân. Cái hướng thứ hai đó là các em cũng đi về cái hướng là gọi là công nghệ dữ liệu. Có nghĩa là các em cũng làm các ứng dụng để các em có thể xử lý các dữ liệu cho các công ty. Đó, phân tích dữ liệu cho các công ty. Rồi cái định hướng tiếp theo thứ ba là về mạng máy tính và IoT. Có nghĩa cái định hướng này thì các em có thể là liên quan đến cái việc mà các em xây dựng hay là các em quản lý một cái hệ thống mạng cho một doanh nghiệp, cho một công ty. Rồi các em có thể làm các ứng dụng trên cloud. Hiện nay đây là các cái ứng dụng hiện nay đang là rất là hot hiện nay bây giờ như thế vậy. Rồi các em có thể định hướng sang một cái hướng khác nữa, tiếp theo nữa là các em đi vào cái hướng trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo thì các em có thể học ở đây là các em sẽ tiếp cận những cái kiến thức cơ bản về cái trí tuệ nhân tạo, nền tảng trí tuệ nhân tạo, để các em có khả năng các em sử dụng các cái phần mềm hay các em áp ứng dụng các phần mềm liên quan đến trí tuệ nhân tạo vào những cái hoạt động của doanh nghiệp, hoặc các em có thể học lên cao nữa khi mà các em làm nghiên cứu sâu hơn về trí tuệ nhân tạo. Rồi các em có một thêm của chuyên ngành nữa là hệ thống thông tin, là để các em có thể làm sao vận hành cũng như quản lý các cái hệ thống thông tin mà liên quan để sử dụng là do cái ứng dụng công nghệ thông tin nó vận hành trong một cái hệ thống, trong một cái doanh nghiệp như thế vậy. Vậy thì quay lại cái tổng quan thì các em thấy rằng là công nghệ thông tin thì chính vì cái tên của nó rất là rộng như thế vậy, cho nên á, là khi đào tạo ở đây là sẽ tạo cơ hội cho các em, là đầu tiên các em nhiều khi á, các em cũng chưa rõ lắm là các em sẽ học cái gì, các em học như thế nào. Vậy thì vô một năm các em sẽ học những cái kiến thức nền tảng của công nghệ thông tin, sau đó các em sẽ xem thử là cái năng lực của mình, cái nhu cầu của mình, rồi thậm chí cái đam mê của mình nó thích hợp theo cái định hướng nào. Thì lúc đó các em sẽ lựa chọn những cái định hướng đó để các em học đi sâu hơn về đó. Tuy nhiên thì có một cái nữa là thuận lợi cho các em nữa là đương nhiên trong quá trình học có thể là lúc đầu tiên các em chọn, nhưng mà sau đó các em học thêm một học kỳ, hai học kỳ nữa các em thấy chưa phù hợp lắm, các em vẫn có thể chuyển sang một cái định hướng khác được. Nha, thì đấy là cái mà tổng quan về cái hệ thống công nghệ thông tin mà ở trường Đại học Văn Lang đang đào tạo như thế vậy. Thì thầy muốn nói sơ qua một chút xíu để các em như thế vậy, nha, để các em nắm. Dạ vâng, dạ xin được cảm ơn thầy rất là nhiều. Và Minh Nhật cũng được biết luôn là tại ngành công nghệ thông tin này thì nó thì ở ngành này có 5 chuyên ngành và cũng rất là sâu rộng dành cho các bạn. Thì để các bạn có thể như là có một những kiến thức để như là chúng ta phân biệt được 5 chuyên ngành tại công nghệ thông tin, thì Minh Nhật cũng xin được mời tiến sĩ Trương Khắc Tùng sẽ giúp cho các bạn về vấn đề này nhé. Dạ xin được mời thầy ạ. Xin chào. Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ thầy chia sẻ thêm về cái phân biệt các cái chuyên ngành trong cái ngành công nghệ thông tin. Cái ngành công nghệ thông tin thì một cái ngành được thiết kế rất là đặc biệt và hiện tại là được rất nhiều các bạn sinh viên lựa chọn. Thì nó có những cái lý do rất là cơ bản như sau là nhất là cái ngành công nghệ thông tin ấy thì nó có rất nhiều cái chuyên ngành, và các bạn có thể là ban đầu các bạn vào ngành công nghệ thông tin và sang năm thứ hai ấy, thì khi các bạn đã tiếp cận thì các cái môn học cơ sở ngành thì các bạn bắt đầu bạn định hình được là các bạn sẽ đi chuyên sâu theo cái hướng như thế nào, thì các thầy cô sẽ tư vấn thêm các bạn phù hợp với cái năng lực và sở trường của từng sinh viên.
Ví dụ như các bạn có thể như thầy Phụng vừa chia sẻ đó, các cái chuyên ngành thì các bạn có thể là chọn sau năm thứ hai thì các bạn có thể là đi vào ngành công nghệ phần mềm, kỹ thuật phần mềm hay là cái chuyên ngành trí tuệ nhân tạo đấy, hoặc là công nghệ dữ liệu. Thì và một cái đặc biệt nữa là cũng cho phép các bạn là có nhiều cái lựa chọn hơn, tức là các bạn có thể là nếu các bạn muốn các bạn học thêm, ví dụ các bạn chọn là chuyên ngành là kỹ thuật phần mềm nhưng mà các bạn cũng muốn học thêm các cái môn liên quan đến trí tuệ nhân tạo hay là về học máy hay là về phân tích dữ liệu thì các bạn cũng là có cái cơ hội để các bạn lựa chọn. Và cái tương lai nó sẽ rộng mở cho các bạn khi các bạn có thể là làm trong cái môi trường là đa lĩnh vực, đa ngành. Đấy. Và rất nhiều các bạn là cũng có cái lựa chọn và có quyền là sau này các bạn sẽ học thêm một cái chuyên ngành nữa. Như vậy là khi mà đi ra trường thì các bạn có nhiều cái cơ hội hơn, các bạn sẽ có được nhiều cái kiến thức hơn. Thì thầy xin chia sẻ như vậy. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn thầy rất là nhiều. Và cũng tiếp lời tiến sĩ Trương Khắc Tùng thì xin được mời thạc sĩ Lý Thị Huyền Châu cũng sẽ như là giúp cho các bạn phân biệt thêm về những chuyên ngành trong ngành công nghệ thông tin ạ. Dạ, xin được trân trọng kính mời cô. Xin chào tất cả các bạn. Thì sau khi mà thầy Tùng và thầy Phụng có giới thiệu sơ về các chuyên ngành thì cô cũng được hai thầy phân công là nói nhiều hơn về hai cái chuyên ngành ở trong cái năm cái chuyên ngành mà nếu như các bạn thực sự muốn chọn, đó là về chuyên ngành công nghệ phần mềm cũng như là chuyên ngành hệ thống thông tin. Thì cô nói thẳng luôn những cái tính chất mà các bạn có thể phù hợp khi các bạn yêu thích hai cái chuyên ngành đó. Ví dụ nếu như thực sự chúng ta yêu thích lập trình và chúng ta là một cái con người mà hay có nhiều ý tưởng mới lạ hoặc là thú vị thì chúng ta nên chọn ngành chuyên ngành công nghệ phần mềm ha. Tại vì trong quá trình học á thì có thể các bạn không giỏi về lập trình lắm nhưng mà nó sẽ có những cái hướng đi khác. Ví dụ như là các bạn có thể thu thập yêu cầu, các bạn có thể kiểm thử phần mềm, các bạn có thể quản trị phần mềm, là những hướng đi khác cho chuyên ngành công nghệ phần mềm. Rồi còn về chuyên ngành công nghệ phần mềm thì sẽ dạy cho các bạn những cái kiến thức về quy trình, quản lý dự án, về thu thập, yêu cầu, phân tích, kiểm thử và bảo trì. Vậy thì những cái sản phẩm mà chuyên ngành công nghệ phần mềm tạo ra nó sẽ là tất cả những cái gì mà chúng ta thấy tồn tại xung quanh của chúng ta rất là nhiều. Ví dụ như là khi chúng ta mở điện thoại ra, những cái gì đã được cài đặt trên điện thoại của mình, hoặc là khi mình mở máy tính ra, những cái chương trình mà mình đang sử dụng như là Word, Excel hoặc là những cái trình duyệt chẳng hạn, hoặc là đặc biệt là những cái hệ điều hành như là Linux hoặc là Ubuntu hoặc là Windows chẳng hạn, thì đều là những cái người ta gọi là sản phẩm của ngành chuyên ngành công nghệ phần mềm. Vậy thì nếu như các bạn thực sự yêu thích thì chúng ta nên chọn cái chuyên ngành đó khi chúng ta học ngành công nghệ thông tin. Còn về chuyên ngành hệ thống thông tin thì nó sẽ dạy tập trung vào cái phần là thiết kế, quản trị và vận hành những cái hệ thống thông tin, phân tích và kết nối những nguồn liên quan với các bạn, mà nói chung là giữa những chuyên gia về thông tin với những cái hệ thống công nghệ thông tin. Tuy nhiên cái tên của cái chuyên ngành nó sẽ làm cho các bạn cảm thấy là sao nó có vẻ hơi hướng của những cái chuyên ngành kia, mà kỳ thực nó cũng đúng là như vậy, và nó sẽ giảm bớt về cái áp lực về lập trình chút xíu. Cho nên kỳ thực nếu như các bạn yêu thích những cái gì về quản trị hệ thống thông tin thì chúng ta có thể tập một cái chuyên ngành hệ thống thông tin khi chúng ta theo đuổi ngành công nghệ thông tin nhé. Thì về ba chuyên ngành còn lại thì thầy Tùng cũng đã nói sơ rồi, cho nên cô chỉ giới thiệu với các bạn về cách chúng ta định hướng trong tương lai. Xin nhường lại cho MC Năng. Cảm ơn các bạn. Dạ vâng, xin được cảm ơn cô Huyền Châu rất là nhiều ạ. Và xin được cảm ơn tất cả các quý thầy cô ở trong nhóm ngành công nghệ thông tin để giúp cho các bạn thí sinh, các bạn học sinh và tân sinh viên K28 tương lai cũng đã phân biệt được những chuyên ngành trong công nghệ thông tin và cũng như là tổng quan về ngành. Và tiếp theo đến với ngành kỹ thuật phần mềm thì Minh Nhật xin được mời thạc sĩ Huỳnh Phước Danh sẽ có những đôi điều chia sẻ với các bạn ạ. Xin được mời thầy. Xin chào các bạn. Các bạn có nghe thấy từ cô trước có tư vấn đó, là bên ngành nguyện tin của năm chuyên ngành, có nghĩa là các bạn được có học xong rồi các bạn mới chọn chuyên ngành. Còn đối với kỹ thuật phần mềm á, là một ngành các bạn ngay từ đầu các bạn được vào học đúng kỹ thuật phần mềm. Và như tôi nói đó, tất cả những cái gì các bạn xài về công nghệ về máy tính liên quan đến máy tính và điện thoại đều do phần mềm tạo ra. Cái ngành kỹ thuật phần mềm nó đi hẳn vào các vấn đề thiết kế làm sao để các bạn có thể làm việc nhanh nhất. Tôi lấy ví dụ
sinh viên các bạn sinh viên năm nhất năm hai hiện tại các bạn sinh năm hai của phần mềm đã làm được những ứng dụng, ví dụ giờ làm trong web chuyên nghiệp, thầy dùng chữ chuyên nghiệp có nghĩa là những trong web trên mạng thiết kế như thế nào thì sinh viên hết năm một của ngành phần mềm làm y chang như vậy. Cái thứ hai là đối với ngành phần mềm các bạn không mất thời gian phải đi lựa chọn, phải đi học cơ bản rồi mình đi xem thử mình học cái gì. Khi vào các bạn đã yêu thích lập trình, các bạn muốn tạo sản phẩm mềm cho riêng mình, các bạn muốn sản phẩm xã hội thì cách duy nhất các bạn chọn hẳn cái thuật của mình và các bạn đã được học ngay từ đầu là được cái giáo viên hướng dẫn để mình đi hẳn đúng, không mất công phải lăn tăn chọn gì tới. Ở các bạn chọn mình phần mềm thì các bạn hết năm một với chương trình đào tạo hiện nay các bạn có thể làm được ứng dụng như là một website trên mạng chuyên nghiệp, người ta làm sao mình vậy. Hết năm hai các bạn có thể sử dụng được các ứng dụng làm trên desktop, và nửa năm ba các bạn viết được các chương trình ứng dụng trên mobile, có nghĩa là các bạn có thể viết các ứng dụng chạy trên các điện thoại tất cả hai hệ Android và iOS. Và song song đó các bạn có kiến thức, đó là thầy nói về cái kiến thức về lập trình, còn kiến thức về quản trị các bạn sẽ làm được các vấn đề như là các bạn phân tích, các bạn lấy yêu cầu, các bạn lên cái quy trình đúng không, để làm sao cái phần mềm mình nó sản xuất ra được thì nó sẽ là tốt nhất, để các bạn được trang bị được kiến thức chuyên nghiệp. Một điểm đặc biệt của chương trình kỹ thuật phần mềm Văn Lang đó là một chương trình này là sự chuyển giao từ trường đại học CMU, một là một trong những trường về máy tính hàng đầu của Mỹ. Trong chương trình đào tạo kỹ thuật phần mềm của Đại học Văn Lang, các bạn sẽ được học những cái môn học là do chính các cái trường bên đó, trường đại học CMU đó chuyển về, nên chương trình được thiết kế rất là chuẩn. Ngoài những cái kiến thức mà trang bị các bạn trước kịp với thời đại thì các bạn được học những kiến thức mà thế giới công nhận. Đó là sự khác biệt giữa các ngành kỹ thuật phần mềm của Văn Lang. Nếu các bạn đã yêu thích và muốn lập trình, muốn tạo sản phẩm thì thầy nghĩ chọn kỹ thuật phần mềm là sự lựa chọn đúng đắn. Chúng ta không cần phải suy nghĩ là sau đó chúng ta đi qua về quản lý thông tin hay là cái gì khác. Còn nếu các bạn chưa xác định được mình đang cái ngành gì thì các bạn có thể chọn một cái hướng đi trải nhánh khác nhau. Các bạn có thể tham khảo các cái thông tin về các anh chị K26, K27 là các thông tin chị của các bạn được khai khóa để biết được cái chất lượng của cái thực phẩm mềm trong Văn Lang tạo ra cho các bạn nó như thế nào. Hy vọng là các bạn sẽ có sự lựa chọn đúng đắn với niềm yêu thích đam mê của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tháng 8 tới đây, chúng ta sẽ thấy rõ hơn về cái chất lượng của thực phẩm mềm trong Văn Lang. Dạ rồi, xin được cảm ơn thầy Phước Danh rất là nhiều. Có lẽ rằng là thầy đang rất là mong chờ các bạn khi mà liên tục nhắc là sẽ hẹn gặp lại các bạn trong tháng 8 này. Và Minh Nhật nghĩ rằng không chỉ thầy Danh đâu mà tất cả các quý thầy cô ở đây cũng đều rất là mong chờ tất cả các bạn khi mà tới đây. Và cuối cùng đó chính là ngành khoa học dữ liệu. Thì Minh Nhật xin được mời tiến sĩ Trương Quốc Trí sẽ có những lời chia sẻ dành cho các bạn ạ. Dạ, xin được mời thầy. Rồi, xin cảm ơn bạn MC xin chào các em sinh viên. Thì thầy xin giải thích rõ hơn về ngành khoa học dữ liệu. Thì khoa học dữ liệu là cái gì? Thì các em nghe, các em biết là khoa học dữ liệu đầu tiên nó là một ngành khoa học. Ngành khoa học về quản trị và phân tích dữ liệu để mình tìm ra được những cái giá trị, những cái nội dung, những kiến thức từ dữ liệu đấy. Mình nói rõ hơn, ví dụ như là trong cái đại dịch Covid vừa rồi thì chúng ta sử dụng dữ liệu như thế nào? Dùng dữ liệu của những năm 2019, 2020, 2021 về những cái bệnh nhân đã bị Covid, và mình mới phân tích dữ liệu đó dùng những thuật toán về trí tuệ nhân tạo. Mình sẽ dự đoán về xu hướng của dịch bệnh, ví dụ như là dịch bệnh sẽ đến đỉnh dịch ở lúc nào, khi nào sẽ kết thúc, và ngày hôm nay, ngày mai có bao nhiêu người bị bệnh, bị F0. Hoặc là mình có thể phân tích, mình tìm ra được đặc tính của dịch bệnh, ví dụ như là người béo phì, người có bệnh nền thì nguy cơ tiến triển nặng của Covid nó sẽ bị nặng hơn. Đấy là một cái ví dụ rất là điển hình về phân tích dữ liệu. Thì phân tích dữ liệu nó gồm có những cái bước như thế này. Đầu tiên đó là mình tạo ra và quản lý dữ liệu. Cái bước thứ hai đó là mình về phân tích dữ liệu. Và bước thứ ba đó là mình dùng cái dữ liệu đó để mình đưa ra hướng hành động. Ví dụ như thế này, trong phân tích dữ liệu thì mình sẽ dùng những cái thuật toán về
trí tuệ nhân tạo, về những cái kiến thức nền tảng về toán và số thống kê. Và trong cái về thuật toán trí tuệ nhân tạo thì mình sẽ dùng những cái kỹ thuật về công nghệ thông tin, về quản lý cơ sở dữ liệu. Mình đã thấy rất là rõ ràng, ví dụ như là trong cái việc Facebook, khi các em lên trên mạng, các em thấy cái news feed của mình nó hiện ra những cái thông tin mà mình rất là thích. Tại vì sao? Tại vì Facebook họ dùng những thuật toán về trí tuệ nhân tạo, họ lấy dữ liệu của các em, những cái gì em đã like, em share hay là em tương tác với bạn của em, ví dụ các bạn thích về vật nuôi thì trên news feed của các em sẽ xuất hiện rất là nhiều cái trang về vật nuôi, hay các em thích về phim ảnh thì cái news feed của các em nó sẽ xuất hiện rất là nhiều về phim, về cái giới thiệu của các em, khuyến nghị các em để xem phim này phim kia. Đó là ví dụ. Hoặc là các em lên sàn thương mại điện tử, các em lên Tiki, Lazada, Shopee thì các em mua sắm thì cái những cái sàn điện tử đó nó lưu cái dữ liệu của các em, nó phân tích các em sở thích là cái gì, thích mua sách gì, vật gì, thì lần sau em lên đấy nó sẽ xuất hiện những cái sở thích của các em đó và các em khả năng để em sẽ biết mà nhiều hơn. Rồi thầy xin giải thích tiếp theo, thì mình học cái ngành này thì mình cần cái gì? Thì như nãy thầy có nói sơ qua đấy, thì ngành học dữ liệu nó gồm cái những cái mục chính, đó là nền tảng, đó là về toán, số thống kê và về công nghệ thông tin. Và thêm một cái nữa đó là những cái ngành ứng dụng cụ thể của nó. Ví dụ như các em là ứng dụng trong ngành y sinh thì các em phải biết kiến thức một chút ít về y tế. Các em ứng dụng người trong ngành khối tài chính, ngân hàng, kinh tế thì các em phải biết chút ít kiến thức về lĩnh vực kinh tế. Thì trong cái ngành học dữ liệu của trường học online ấy, thì khoảng năm 3 các em sẽ bắt đầu được phân vào hai cái ngành, đó là ứng dụng của học dữ liệu trong khối kinh tế, ngân hàng và tài chính. Một ứng dụng nữa đó là bên khối kỹ thuật. Khối kỹ thuật các em có thể là gặp gỡ đấy, ví dụ như là những ứng dụng rất gần của mình, ví dụ như là cái FaceTime trên iPhone, cái việc nhận diện của mặt. Nhận diện của mặt cũng là một ứng dụng của ngành học dữ liệu, sử dụng cái phân tích dữ liệu hình ảnh của các em để nhận diện người nào là chủ cái điện thoại đấy. Và về cái yêu cầu thì thực sự là cái ngành này nghe nói nó rất là nặng về toán, nhưng thực sự nó không có như vậy. Trong chương trình đào tạo thì các thầy cô đã lồng ghép các em ôn luyện cho các em kiến thức về toán, về công nghệ thông tin rất nhiều lần. Mỗi môn học có liên quan thầy cô sẽ đưa ra, sẽ ôn lại những kiến thức liên quan đến toán, số thống kê để các em dần dần sau khoảng vòng 4 năm em sẽ nắm vững những nền tảng và những cái ứng dụng về những cái định hướng của các em. Xin cảm ơn các em ạ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn thầy Quốc Trí rất là nhiều. Và các thầy cô đã vừa giúp cho tất cả các bạn học sinh, các bạn thí sinh ở đi qua tổng quan về các ngành là công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm và khoa học dữ liệu. Và chia sẻ với các thầy cô thì khi mà đi tư vấn tại các điểm trường và cũng như là vào ngày hội tuyển sinh tại Cần Thơ vừa qua thì bên chương trình có nhận rất là nhiều những thắc mắc về một cái vấn đề chung như thế này. Đó chính là khi mà tìm hiểu về các ngành và các chuyên ngành ấy, thì các bạn hay có những sự nhầm lẫn giữa ngành công nghệ thông tin, ngành kỹ thuật phần mềm và ngành khoa học dữ liệu. Thì chia sẻ với các thầy cô thì bản thân hồi trước em còn là một học sinh thì em cũng rất là rối khi mà nghe ba ngành này nó cũng giống nhau, nó cũng liên quan về khoa học dữ liệu, nó cũng liên quan về máy tính. Và các bạn cũng có những thắc mắc như vậy thì cũng xin được nhờ các thầy cô có thể như là phân biệt rõ hơn. Thì em xin được mời chia sẻ của thầy Phụng ạ. Dạ. Thì cảm ơn MC. Thì cái thắc mắc này thì chắc chắn rằng là sẽ nhiều bạn thắc mắc rồi. Dạ, vâng. Tại vì ngay cái tên gọi, yeah, và lúc nãy khi mà giới thiệu ở trong cái nội dung đào tạo thấy nó cũng có cái sự mà yeah, trùng lắp lên với nhau. Yeah. Tuy nhiên thì nếu các em nghe kỹ lại như nãy chỗ thầy thầy Trí trình bày rồi thầy Danh trình bày thì thấy rõ là nó có sự khác biệt ở đây. Ví dụ công nghệ thông tin thì ngay từ đầu thì nói rằng công nghệ thông tin thì nó khá là rộng. Thế à? Nó rất là rộng. Còn cái kỹ thuật phần mềm thì ngay cái tên gọi là các em thấy rằng nó liên quan đến phần mềm. Yeah. Thấy chưa nào? Yeah. Rồi, khoa học dữ liệu thì thấy rằng nó liên quan đến khoa học dữ liệu mà nó thì Trí nói là liên quan một phần nữa liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Yeah, đó. Còn công nghệ thông tin thì ở đây thì chúng ta thấy là lại một cái từ rất là chung nữa. Đó. Thì công nghệ thông tin như nãy là thầy có tôi có giải thích sơ, thầy có giải thích sơ qua rồi cho các em thấy. Công nghệ thông tin là chính vì cái từ chung cho nên là trong lúc mà đào tạo, lúc mà hướng dẫn các em học tập mà về công nghệ thông tin ấy, thì cái đầu tiên là các em sẽ đào tạo về nền tảng chung
cái kiến thức nền tảng chung về công nghệ thông tin trước đã. Yeah. Đó, mục đích là để làm gì? Để các em có cái cơ hội là sau này các em sẽ làm nhiều cái lĩnh vực, nhiều cái định hướng khác nhau. Yeah. Chứ không phải chỉ là một cái định hướng. Ví dụ như là ở nay hiện nay công nghệ thông tin đâu có phải chỉ thuần túy là lập trình đúng không nào? Yeah. Còn rất nhiều cái định hướng khác mà các em có thể sử dụng. Ví dụ đơn giản là các em có thể làm sao? Quản lý một cái hệ thống máy tính hay là quản lý một cái hệ thống phần mềm trong doanh nghiệp. Yeah. Đó. Và thậm chí là cái một cái công việc sau này các em ra thấy rất là nhiều cái hoạt động khác nhau liên quan đến cái hoạt động mà công nghệ thông tin. Nghĩa là chúng ta không nhất thiết là phải là công nghệ, nói là công nghệ thông tin là phải đi làm lập trình. Yeah. Thì đây là nó mở rộng ra rất là nhiều cái định hướng khác nhau để các em có thể là tiếp cận được nhiều cái lĩnh vực khác nhau trong ngành công nghệ thông tin. Yeah. Cũng giống như cái chủ đề hôm nay các em thấy không? Đó là rất là sự đa dạng của công nghệ thông tin, chính là vì lý do như thế vậy. Thì lúc nãy cũng giống như là Ray đó, thầy đã có cái trình bày. Thì ở đây thì một cái như vậy, nếu như trường hợp mà các em vẫn còn có những cái mà phân vân, chưa có thật sự mình thấy rằng là mình đi định hướng theo cái nào, thì cái công nghệ thông tin chính là cái mà giúp các em. Thứ nhất là sẽ xem thử các em học một cái nền tảng trước thì sẽ giúp các em là các em khám phá được cái bản thân của mình. Yeah. Là bắt đầu mình thích cái gì, yeah, mình thấy phù hợp cái gì. Yeah. Và sau đó các em định hướng lại. Yeah. Thì các em sẽ đi học chuyên. Yeah. Nhưng mà đương nhiên thì nó sẽ một cái bao giờ nó phải có cái sự đánh đổi ở đây. Chính vì các em học cái nền tảng chung để các em làm nền tảng thì các em sẽ không đi sâu, thật sâu được. Yeah. Giống như là cái kỹ thuật phần mềm hay là cái mảng khoa học dữ liệu. Yeah, vâng. Ngay cả cái chuyên ngành mà bên khi mà đây các em là chuyên ngành công nghệ dữ liệu, ở bên đây thì các em thấy cái từ công nghệ nó sẽ khác với từ khoa học dữ liệu. Yeah. Công nghệ nó chỉ là sử dụng các cái ứng dụng để các em áp dụng vào phân tích cái thông tin cho doanh nghiệp. Còn cái khoa học dữ liệu lúc nãy như thầy Trí có trình bày là chúng ta phải có nhiều cái bước để chúng ta thực hiện. Thì thấy các em thấy là có sự khác hẳn nhau ở cái chỗ này. Thì ở đây thì rõ ràng là công nghệ thông tin nó nằm ở cái mức độ chung và nó mang một ý nghĩa tổng quát hơn. Yeah. Đó, và đương nhiên là nó sẽ tạo điều kiện cho các em, nhưng mà là các em có thể dễ dàng lựa chọn. Nhưng mà cũng nó cũng là một vấn đề là các em sẽ chưa có thể đi được sâu. Cho nên bắt buộc các em phải trau dồi thêm để các em có thể đi sâu hơn, vững hơn trong cái hướng của mình. Dạ vâng, xin được cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Bây giờ muốn mời thêm một người nữa, đó chính là xin được mời thạc sĩ Phạm Toàn Định ạ. Dạ rồi, và bây giờ rất là muốn lắng nghe ý kiến góc nhìn của thầy như thế nào để giúp cho các bạn phân biệt được giữa ba ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm và khoa học dữ liệu ạ. Dạ, xin được mời thầy. Xin chào các em học sinh cũng như quý phụ huynh. Thì trước tiên đó, mình phải hiểu về công nghệ thông tin trước đã. Ví dụ công nghệ thông tin đó, thì thông thường mình hiểu nó là là những cái người sử dụng công nghệ, và cái công nghệ này thì sử dụng các cái giống như là hệ điều hành phần mềm và mình ứng dụng cùng với nhau để tạo ra một cái hệ thống, và cái nó giải quyết các vấn đề gì đó cụ thể của một cái doanh nghiệp, hoặc là mình sẽ giải thích cho cái khách hàng cái vấn đề về việc sử dụng công nghệ. Thì đó là cái kiểu có thể hiểu theo kiểu công nghệ thông tin. Còn đối với cái kỹ thuật phần mềm á, thì thông thường mình sẽ tập trung vào phần phát triển phần mềm và mình tạo ra các cái phần mềm chất lượng để phục vụ cho các cái nhu cầu, ví dụ như là có thể tạo ra các cái app và các cái ứng dụng nó mang tính công nghiệp, nó mang tính là phục vụ cho cái khách hàng, đối tượng là cái người dùng nhiều hơn. Còn đối với khoa học dữ liệu á, thì mình sẽ tập trung vào cái phần là khai phá, quản trị và phân tích dữ liệu để mình tìm ra cái dự đoán và cái xu hướng trong tương lai, hoặc là đưa ra các quyết định chiến lược hành động. Và như vậy thì đối với khoa học dữ liệu thì nó đóng vai trò quan trọng, tại vì cốt lõi của các cái ví dụ như công nghệ thông tin hay kỹ thuật phần mềm thì vẫn phải sử dụng dữ liệu. Về khác biệt về vai trò thì đối với các cái kỹ sư hay là các nhà khoa học dữ liệu thì mình tập trung vào vấn đề là về các kỹ thuật học máy nhiều hơn. Còn đối với phần mềm thì mình tập trung vào cái phần thiết kế và xây dựng phần mềm. Còn đối với công nghệ thông tin thì mình sẽ tập trung vào phần tạo ra cái hệ thống và phần quản trị đó. Như vậy thì bạn thấy là đối với khoa học dữ liệu á, thì đó khi mà thầy dạy các phần về khoa học dữ liệu, ví dụ như là trong năm nhất hoặc là đầu năm thứ hai, thì các bạn sẽ được học các phần về trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như là các bạn có thể tạo ra một cái trợ lý ảo đơn giản bằng cái thư viện TensorFlow của Google, thì khi đó thì các bạn sẽ hiểu được cái trí tuệ nhân tạo nó áp dụng trong khoa học dữ liệu là như thế nào. Và các cái sự khác biệt của các ngành nó cũng sẽ rõ rệt khi mà các bạn có thể là đến với đại học Văn Lang, các bạn được học khoa học dữ liệu về kỹ thuật phần mềm hay là công nghệ thông tin ngay từ năm năm nhất hoặc là đầu năm thứ hai, thì các bạn sẽ tiếp cận được với những môn chuyên ngành, có thể là khi các bạn học khoa học dữ liệu
thì bạn học được những môn chuyên ngành đó. Thì ví dụ như thì đối với những cái môn chuyên ngành mà thầy dạy á, thì các bạn có thể tạo ra ví dụ như là các bạn hiểu được các ứng dụng như là Face ID, nhận dạng vân tay, nhận dạng móng mắt, hay là các cái ứng dụng hiện đại nhất hiện nay như là trợ lý ảo Siri vân vân. Thì đó là các cái thông thường mà mình sẽ phân biệt đơn giản hơn bằng các cái ứng dụng hay là các cái định nghĩa về tổng quan về các cái ngành hơn. Dạ vâng ạ. Dạ xin được cảm ơn thầy. Dạ xin được cảm ơn thầy Toàn Đình rất là nhiều. Dạ một người nữa, tại vì Minh Nhật đang rất là muốn lắng nghe được nhiều cái góc nhìn đến từ các quý thầy cô để như là giúp cho các bạn học sinh, các bạn thí sinh có thể như là mình gọi là rõ ràng hơn trong sự phân biệt giữa ba ngành này. Thì Minh Nhật xin được mời thạc sĩ Huỳnh Phước Danh ạ. Dạ xin được mời thầy Danh sẽ chia sẻ góc nhìn của thầy về vấn đề này ạ. Về góc nhìn của cá nhân tôi về cái ba ngành kỹ thuật phần mềm, công nghệ thông tin và học dữ liệu, đầu tiên chúng ta đi vào để phân biệt được nói tới định các kỹ thuật công nghệ thông tin đó là chúng ta sử dụng nói chung, ví dụ các bạn đi lắp ráp một con máy tính hay các bạn đi cài hệ thống mạng thì đó là người ta dùng cái từ công nghệ thông tin. Còn đối với các kỹ thuật phần mềm như tôi nói nãy đó là nó chỉ chuyên dùng cho những người tạo ra sản phẩm phần mềm thôi. Các bạn ưa thích là tôi vào tôi có, tôi biết có những dòng đèn cho máy tính chạy tạo phần mềm thì đó là nó chuyên ngành trong kỹ thuật phần mềm. Lúc đó các bạn tạo ra các ứng dụng cho máy tính, ứng dụng trong điện thoại, cho công ty, doanh nghiệp vân vân, thì những cái đó là nó chuyên về kỹ thuật phần mềm. Còn khi nói đến về thông tin thì người ta sẽ nói nó rộng hơn, nó chung hơn. Sau đó các bạn cứ điều các bạn học về thông tin, sau đó các bạn học đi học các như cái ngành về mạng IoT chẳng hạn. Thì có cái khi các bạn sử dụng công nghệ thì người ta được gọi là công nghệ thông tin. Bạn học rất là nhiều thứ để bạn chọn cái riêng. Thì cái phần mềm tôi đã đi vào một cái cụ thể hơn, có nghĩa là ai bạn nào đam mê về lập trình và thích lập trình code, thích lập phần mềm thì đó là phần mềm. Còn về khoa học dữ liệu thì một là một cái ngành mà nó yêu cầu các bạn mức ứng dụng cao hơn, có nghĩa là nó sẽ đưa ra được tính dự đoán trong tương lai, đưa dự đoán tương lai thì lúc đó các bạn sẽ học những cái môn như các thầy nói là phải có môn thức có toán về thống kê. Các bạn muốn cho máy tính tính được thì các bạn học về lập trình đó. Các bạn học những cái môn như vậy thì các bạn sẽ làm được cái môn cái ngành gọi là khoa học dữ liệu. Như vậy các bạn có ba vấn đề, có ba cái sự lựa chọn mà các bạn nên nhớ kỹ là mình nên chọn cái gì. Thứ nhất, nếu các bạn yêu thích đi lập trình, các bạn nên chọn kỹ thuật lập trình. Các bạn chưa biết mình có yêu thích lập trình hay không, có thể các bạn làm những cái ngành khác không phải có thể kỹ thuật lập trình thì các bạn nên chọn ngành tin. Các bạn thích về vấn đề là khai phá dữ liệu, các bạn thích về dự đoán tương lai về các thế giới sẽ có thì các bạn nên chọn ngành khoa học dữ liệu. Thì nếu rất nhiều các bạn sẽ rối, nhưng tôi vẫn đã có ba sự khác nhau cơ bản như vậy để các bạn có cái hướng nhìn và các bạn phụ thuộc vào cái đam mê của mình, cái thích của mình, các bạn chọn đúng ngành, các bạn học, không phải chuyển qua chuyển lại, nó vừa tốn tiền gia đình, nó vừa mất thời gian và nó không đem lại cái kết quả tốt cho mình. Vì vậy các bạn trước khi chọn ngành, các bạn nhắc lại là các bạn nếu yêu thích là code lập trình ra sản phẩm phần mềm để ứng dụng, các bạn chọn kỹ thuật phần mềm. Nếu các bạn muốn dùng chung về công nghệ thông tin, ví dụ như là các bạn đi về quản trị mạng, hay là các bạn đi về các cái hướng năm ngành bên kia, bên thầy cô này có tư vấn thì các bạn chọn thông tin. Còn các bạn muốn khai phá dữ liệu, các bạn muốn tạo ra các cái sản phẩm dữ liệu và thì các bạn nên chọn khoa học dữ liệu. Đó là ba cái sự lựa chọn để các bạn chốt lại các bạn nên thích cái gì trong cái ba cái ngành mà nghe nó rất là gần nhau thế này. Thì người ngoài rất khó phân biệt, tôi nốt những cái dòng cơ bản vậy các bạn dễ hiểu hơn. Và tuy vì thời gian không có nhiều để tôi có thể bổ sẻ từng cái trong đó, nên tôi chỉ chốt lại những cái câu ý chính như vậy để các bạn có sự đam mê nào, các bạn chọn cái đam mê đó nó phù hợp với mình đi, tôi đợi mình nó chia sẻ. Dạ vâng, xin được cảm ơn thời gian rất là nhiều ạ. Và cũng xin được cảm ơn ba thầy đã giúp cho các bạn học sinh, các bạn thí sinh có được sự phân biệt tốt nhất. Và ba thầy cũng đã gọi như là nói một cách tóm gọn và dễ hiểu nhất dành cho các bạn. Minh Nhật ở đây thì Minh Nhật có thể như là dễ dàng cũng được nắm rồi đúng không ạ? Và xin được cảm ơn các thầy rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần giải đáp dành cho tất cả các bạn đang theo dõi trực tiếp trên livestream này. Thì nếu như mà các bạn có những câu hỏi thắc mắc như thế nào đó về ngành học này, rồi cũng như là về những băn khoăn, những lo lắng
của các bạn khi mà các bạn bước đến những ngành này, hoặc là về cơ hội việc làm các bạn còn chưa rõ những gì, thì các bạn đừng ngần ngại, hãy đặt ngay những câu hỏi, những thắc mắc của các bạn trong phần bình luận của livestream này. Thì bên Nhật cũng sẽ như là kết nối đến các quý thầy cô, và cũng như là sẽ nhờ các thầy cô sẽ giải đáp thắc mắc dành cho các bạn nha. Dạ rồi ạ. Dạ rồi, rất là nhiều những câu hỏi đang được đặt ra trong phần bình luận, thì bên Nhật cũng sẽ như là đọc lên các câu hỏi của các bạn. Dạ rồi, đã có thấy rồi, đến từ bạn Lê Bích Trâm. Thì bạn đó hỏi rằng là trong ngành công nghệ thông tin ở trường Đại học Văn Lang là mình phải học cả hệ thống thông tin, mạng máy tính luôn, hay trường mình không phân ra như vậy ạ? Dạ rồi, với câu hỏi này thì Minh Nhật xin được mời cô Huyền Châu sẽ giải đáp dành cho bạn này ạ. Dạ, xin được mời cô ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của MC ạ. Và xin chào bạn Lê Bích Trâm, không biết bạn còn ngồi đó không ạ? Câu hỏi đặc biệt rất sớm. Cô có thấy được câu hỏi của bạn ha. Rất là cảm ơn bạn đã quan tâm tới ngành công nghệ thông tin. Cô nhắc lại ngành công nghệ thông tin nha. Vậy thì ngành công nghệ thông tin của chúng ta thì theo như hồi nãy giờ thầy Phụng và cả thầy Danh cũng có nói, tức là chúng ta sẽ có một khoảng thời gian để chúng ta học những kiến thức về đại cương và những kiến thức về cơ sở ngành. Rồi sau đó chúng ta sẽ có một cái bước là lựa chọn những cái chuyên ngành và mình cảm thấy là mình phù hợp. Lý do vì sao ngành công nghệ thông tin lại có 5 cái chuyên ngành như vậy là tại vì khoa mong muốn rằng sinh viên hay là người học có thể linh hoạt trong việc lựa chọn hướng đi phù hợp cho mình, và đặc biệt là trong những cái lĩnh vực mới, và phát triển được cái năng lực cá nhân của mình phù hợp với chuyên ngành đó. Đặc biệt nó còn có sự linh hoạt ở chỗ là khi mà các bạn lựa chọn cái chuyên ngành đó vào năm thứ 3, cô nhắc lại ha, chúng ta học năm đầu tiên chúng ta học những môn đại cương thôi, chưa có chọn chuyên ngành. Sau đó chúng ta học năm thứ 2, chúng ta học những cái môn về cơ sở ngành, rồi sau đó chúng ta tiếp tục bắt đầu lựa chọn những chuyên ngành mà mình cảm thấy phù hợp ngay tại thời điểm đó và mình học. Và mình cũng không phải chuyển ngành hay là đóng tiền gì cả, tại vì mình đã đúng trong cái ngành công nghệ thông tin rồi. Thì sau quá trình mình học được một học kỳ mình cảm thấy mình không phù hợp thì mình có thể chuyển chuyên ngành khác. Đó là một cái tính linh hoạt nữa, chứ không phải về cái chuyện đó là linh hoạt là khi mình có nhiều cái chuyên ngành, mà còn linh hoạt ở chỗ là mình không cảm thấy hợp với chuyên ngành này, mình có thể chuyển qua chuyên ngành khác mà không cần phải làm bất kỳ một cái thủ tục nào cả, mà mình chỉ cần học những cái môn học của chuyên ngành đó thôi. Thì cô nhắc lại một cái trọng tâm chính của câu trả lời, đó là khi mình học ngành công nghệ tin thì mình chỉ cần chọn một cái chuyên ngành và mình theo được ý. Tuy nhiên mình vẫn có thể thích nhiều chuyên ngành và mình học cùng một lượt cũng được, tùy theo cái năng lực của mình. Rồi, cảm ơn câu trả lời của bạn Lê Bích Trâm nha. Đó là phần trả lời của cô. Cảm ơn bạn nhiều. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn cô Huyền Châu và cũng như là cảm ơn bạn Bích Trâm rất là nhiều. Và tiếp đến, wow, có một câu hỏi mà Minh Nhật thấy được là rất là thiết thực ở đây, đến từ bạn Vinh Nguyễn, đó chính là học khoa học dữ liệu thì có cần máy tính mạnh không ạ? À? Dạ vâng, thì câu hỏi này thì xin được mời thầy Toàn Định á. Thầy Toàn Định sẽ trả lời giúp cho bạn Vinh Nguyễn câu này nhé. Xin chào em. Thì cái đối với học dữ liệu á, thì mình có thể là mình trang bị một cái máy vừa cũng được, tại vì mình có thể chạy các cái chương trình không quá nặng như là kỹ thuật phần mềm hay là các cái ngành khác hay là công nghệ thông tin, mình chạy các cái hệ thống lớn, nhưng mà mình ở đây mình chạy theo kiểu phân tích dữ liệu thì mình trang bị một cái máy tính vừa tầm trung thôi. Ngoài ra thì nếu mà các em cần chạy những chương trình gọi là phân tích dữ liệu lớn thì mình có thể chạy trên cloud hoặc là Google Cloud, thì lúc đó thì những cái ứng dụng của Google nó sẽ hỗ trợ cho mình, tại vì những cái nền tảng đó người ta sẽ cho mình xài miễn phí, hoặc là các em có thể thuê cloud cũng được, thì những cái công cụ đó sẽ hỗ trợ đắc lực cho mình trong việc mình xử lý và phân tích dữ liệu lớn. Thì còn cái đối với mà cái máy tính thì mình sẽ sử dụng trong quá trình học thôi. Nếu mà năm nhất thì các bạn có thể là sử dụng máy tính của trường cũng được. Nếu mà tốt nhất thì các em có thể trang bị một máy tính vừa thôi, để mình có thể là lập trình những cái trong năm nhất thì mình học những cái lập trình cơ bản, hoặc là mình tạo ra những cái ứng dụng của trí tuệ nhân tạo cơ bản, ví dụ như là chẳng hạn như là chatbot, hay là mình có thể có những cái camera để mình thiết kế những cái có thể là face ID vân vân. Dạ vâng, Minh Nhật có thể như là hỏi sâu hơn thầy Định là như thế nào là vừa được không ạ? Có thể như là thầy có thể chia sẻ về thông số kỹ thuật hay là các phần cứng, rồi như thế nào để cho các bạn có thể như là hình dung ra được là những mức độ máy tính, các bạn có thể như là tham khảo những thông số kỹ thuật đến từ thầy để các bạn có thể rõ hơn về cái vừa đó nó sẽ như thế nào không ạ? Dạ. Rồi. Ok, thì cái chỗ máy tính thì các em có thể tùy theo cấu hình bên ngoài bây giờ á.
Thì thông thường thì các em trang bị cái chip xử lý, có thể ví dụ em xài các loại dòng máy cao cấp hơn, cao cấp ví dụ là mình có thể nếu mà dòng theo co bây giờ thì nếu mình xài mát máy mát thì đó mình xài chip M hoặc là các cái dòng thì mình có thể xài i5 cũng được. Tuy nhiên thì các cái dòng Intel thì mình xài i5 cũng là được rồi và cũng tốt nữa, bạn có điều kiện hơn thì mình xài thêm cái i7 v.v. Hoặc là tuy nhiên thì mình trang bị cái ổ cứng nên lớn một xíu, ổ cứng phải lớn tại vì mình làm về phân tích dữ liệu mà, cho nên cái dữ liệu mình nó sẽ rất là lớn. Dạ rồi ạ, dạ rồi, dạ. Có những cái điều mà cần lưu ý đến các bạn thì thầy Định cũng như là trả lời cho các bạn rồi. Xin được cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Và tiếp đến, dạ có một câu hỏi tiếp tục đến từ bạn Mở Dinh Mở. Bạn đó có đặt câu hỏi là kỹ thuật phần mềm trường có liên kết với công ty nước ngoài nào hay không? Dạ, một câu hỏi mà Minh Nhật nghĩ là rất là thiết thực và nhận được rất là nhiều những sự quan tâm của các bạn. Với câu hỏi này thì Minh Nhật sẽ được mời thầy Phước Danh sẽ giải đáp thắc mắc này dành cho bạn ạ. Xin chào các bạn ở bên Mở. Câu hỏi của bạn là trường có liên kết được với các công ty nước ngoài không? Dạ đúng rồi ạ. Thì thứ nhất là thứ nhất lại là các kỹ thuật phần mềm của Đào Quang Lan á là nó được chuyển giao từ trường đại học nổi tiếng ở nước Mỹ, đó là CG. Hiện tại nếu các bạn hiện tại bên trường đại học Quang Lan á, ở được phần trường Quang Lan á thì nó có liên kết với một số công ty ở Nhật để chúng ta thực tập bên đó. Với việc mà làm bên đó, với điều kiện các bạn sẽ học thêm cái tiếng Nhật, có nghĩa là ở bên Nhật người ta có một nhu cầu rất lớn mặt hàng bên bên khoa về đào tạo các phần mềm, nhưng mà người ta cần học thêm tiếng Nhật để nếu các bạn có cái nhu cầu mà đi Nhật làm các phần mềm thì các bạn sẽ học thêm một số cái tiếng Nhật, còn có một chứng chỉ tiếng Nhật thì các bạn có thể năm ba các bạn đi thực tập bên đó luôn, và các bạn có nhu cầu làm tiếng Nhật thì các bạn làm cũng làm. Hiện tại thì bên Nhật nhu cầu rất là lớn nên các bạn mong muốn và muốn đi nước ngoài và cũng đi Nhật thì có lẽ Nhật là rất cần những cái kỹ sư kỹ năng công nghệ cơ sở kỹ thuật phần mềm để giải quyết các phần mềm cho chúng ta. Đó là cái nhu cầu mà các bạn vậy. Các bạn khi vào học và các bạn cảm thấy cần những công ty ở cái ngành này thì bên trường sẽ có những cái đáp ứng ngay cả năm hai các bạn đã đi thực tập ở công ty lớn và trên cơ sở đó các bạn có thể là làm ra được những cái sản phẩm tiêu chuẩn năm hai. Cảm ơn tôi và các bạn. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn thầy Danh. Và với câu hỏi tiếp theo, dạ đang có rất là nhiều những câu hỏi đang được đặt ra dành cho các thầy cô. Đến từ bạn có một cái nickname khá là hay, đó là Khải Cây Cú. Thì cũng như là hỏi về cơ hội việc làm của ngành công nghệ thông tin có rộng hay không, và đã có học phí một học kỳ của ngành công nghệ thông tin chưa ạ? Và bạn Khánh Đăng thì cũng hỏi trùng câu hỏi này, đó là học công nghệ thông tin thì ra trường có đảm bảo việc làm hay không? Dạ, xin được mời thầy Minh Phụ để giải đáp câu hỏi này dành cho hai bạn này ạ. Rồi, cảm ơn cái câu hỏi của hai bạn. Thì cái nghề nghiệp sau khi ra trường thì hầu như tất cả các bạn đều có cái quan tâm. Dạ. Đó. Thì như nãy lúc ngay từ đầu tiên là thầy có chia sẻ rồi, bây giờ công nghệ thông tin thì đang là cái xu hướng mà cái nhu cầu rất lớn từ thị trường. Bởi vì qua cái dịch Covid vừa rồi thì mọi người thấy rằng cái nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin nó cực kỳ là lớn. Đó. Hầu như là tất cả các lĩnh vực liên quan công nghệ thông tin đều hút người về về các cái nhân lực về liên quan đến vấn đề như thế vậy. Thì hiện nay á thì các cái thống kê mà ở trường về các cái các bạn mà tốt nghiệp công nghệ thông tin ra thì hầu như, nhắc lại là hầu như tới 90% là đều có việc làm. Các em như thế vậy. Một trong những điểm quan trọng nhất ở đây là gì? Là cái khi các em học á, thì cố gắng là chúng ta thứ nhất là chúng ta phải nắm vững về cái kiến thức cơ bản, cái nền tảng cực kỳ quan trọng. Đó. Rồi sau đó thì các em cần phải có trau dồi thêm những cái kỹ năng để các em hỗ trợ thêm. Ví dụ như kỹ năng về làm việc nhóm. Tại vì bây giờ chúng ta không có làm một mình được đâu. Mà thường là phải có những kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết các cái vấn đề liên quan đến hoặc là tự xử lý các vấn đề mà khi chúng ta gặp phải, làm sao để như thế vậy. Thì đấy là những cái kỹ năng mà các em cần phải trau dồi thêm. Đương nhiên lúc nãy như là thầy có nói rồi, ngay trong cái ghế nhà trường thì thầy khoa sẽ có những cái môn học, có những cái hoạt động để trau dồi kiến thức đó cho các em. Cho nên ở đây cũng khẳng định lại là hiện nay công nghệ thông tin đang rất là hot. Và cái nhu cầu hiện nay rất là lớn. Và nếu như
các em mà khả năng tiếng Anh của các em mà chỉ cần tốt một chút xíu thôi, là chỉ cần năm thứ ba là đi làm, hiện nay là mà các bạn tốt tốt năm thứ ba đi làm luôn hết rồi. Dạ, đó, đấy là cái nhu cầu cực lớn là như thế vậy, trả lời em như thế ha. Dạ vâng, dạ qua những phần giải đáp của thầy thì các bạn cũng đã đỡ yên tâm về phần nào hơn về cơ hội việc làm. Và bản thân của Minh Nhật khi mà ra bên ngoài những công ty, những doanh nghiệp hoặc là gặp gỡ những cá nhân, những tổ chức, thì nếu như mà họ muốn phát triển sâu rộng và lớn mạnh hơn nữa thì họ phải cần có IT. Dạ, cho nên rằng là đây là một cái nghề, ngành nghề không bao giờ gọi như là thiếu những nguồn nhân lực cả. Cho nên là các bạn yên tâm khi mà theo học ngành nghề này nhé. Dạ rồi, và tiếp theo có một câu hỏi đến từ bạn Đức Nguyễn. Thì bạn đó đang phân vân giữa công nghệ thông tin và khoa học máy tính. Thì xin được thầy cô tư vấn giúp em với ạ. Em xin được cảm ơn. Với câu hỏi này thì Minh Nhật xin được mời thầy Khắc Tùng. Dạ, xin được mời thầy Khắc Tùng sẽ giải đáp thắc mắc này dành cho bạn Đức Nguyễn ạ. Thầy xin cảm ơn câu hỏi của bạn Đức Nguyễn. Giờ thầy sẽ chia sẻ để các bạn có thể phân biệt và lựa chọn đúng đắn giữa cái ngành công nghệ thông tin hay là ngành khoa học máy tính. Thứ nhất thì cái ngành khoa học máy tính thì nó yêu cầu là các bạn có cái nền tảng toán, toán rất là tốt để đi chuyên sâu vào và nghiên cứu các cái giải thuật, rồi các cái lĩnh vực liên quan đến khoa học máy tính, và nó sẽ phù hợp với các bạn mà có cái định hướng là đi sâu vào nghiên cứu và các bạn phải học lên ở cái bậc là thạc sĩ, tiến sĩ. Đấy, thì nó sẽ phù hợp. Còn về bên cái ngành công nghệ thông tin ấy, thì sẽ đặc biệt là ngành công nghệ thông tin ở khoa công nghệ thông tin của trường Đại học Văn Lang thì mình nó thiết kế là khá đặc biệt và tích hợp vào rất nhiều các cái hướng chuyên ngành cho các bạn lựa chọn, và đầu ra thì phù hợp rất nhiều các cái nhu cầu của các cái doanh nghiệp, tức là các bạn sẽ được học về các cái công nghệ liên quan đến công nghệ thông tin thì nó lại rất là rộng. Nhưng mà cụ thể là các bạn xem tham khảo các cái chuyên ngành bên trong cái ngành công nghệ thông tin, như công nghệ dữ liệu hay là về trí tuệ nhân tạo hay là mạng máy tính và IoT. Đấy, thì nếu các bạn mà muốn học tốt nghiệp rồi đi làm rồi phù hợp với nhu cầu cái doanh nghiệp mà đặc biệt là thị trường của mình hoặc là các cái doanh nghiệp nước ngoài, thì các bạn nên chọn là cái ngành công nghệ thông tin. Còn các bạn muốn mà định hướng và chuyên sâu về nghiên cứu thì các bạn mà nên chọn ngành khoa học máy tính. Dạ vâng, dạ xin được cảm ơn thầy rất là nhiều, xin được cảm ơn thầy Tùng đã giải đáp cặn kẽ dành cho bạn Đức Nguyễn. Và tiếp theo có một câu hỏi về vấn đề ngoại ngữ thì đến từ bạn Uyên Phương. Thì thầy cô cho em hỏi, nếu trình độ Anh văn của em chỉ ở mức cơ bản, vậy vào học ngành khoa học phần mềm có được bổ túc thêm Anh văn không ạ? Dạ rồi, và với câu hỏi này thì em xin được mời thầy Quốc Trí ạ. Dạ, xin giải đáp dành cho bạn. Xin cảm ơn MC, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì đầu tiên thì thầy xin đính chính lại cái tên ngành. Ngành của mình là ngành khoa học dữ liệu chứ không phải khoa học phần mềm nha. Thì thế này, thì thực ra cái Anh văn không phải là cái cản trở để vào ngành này. Cái ngành này đòi hỏi với em quan trọng nhất là cái đam mê về công nghệ, em có sở thích về công nghệ, về tìm tòi về công nghệ, như vậy là đủ rồi. Còn về Anh văn thì cái ngành khoa học dữ liệu nó có hai cái chương trình, là chương trình đào tạo đặc biệt và đào tạo tiêu chuẩn. Đào tạo đặc biệt thì các em sẽ được học nhiều hơn về Anh văn, với thể năm 2, năm 3 các em nhìn toàn bằng tiếng Anh. Còn chương trình tiêu chuẩn thì mình học bằng tiếng Việt, và trong trường vẫn có đào tạo các em về tiếng Anh xuyên suốt trong thời kỳ học, nên khi các em ra trường em sẽ đạt mức độ nhất định để đọc được tiếng Anh chuyên ngành, hoặc là em sẽ tìm tòi thêm, đọc thêm tài liệu. Rồi, cảm ơn các em. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ, rồi chúng ta đến ngay với câu hỏi tiếp theo luôn. Rất là nhiều những thắc mắc, những câu hỏi của các bạn đang được đặt ra. Đến từ bạn Lê Như Ngọc. Dạ, em chào thầy cô. Em muốn hỏi là con gái thì có phù hợp với ngành công nghệ thông tin hay không? Và em cần có những tố chất nào để có thể theo học ngành này ạ? Dạ rồi, không ai phù hợp khác hơn. Xin được mời cô Huyền Châu. Dạ, sẽ giải đáp thắc mắc này dành cho bạn Lê Như Ngọc. Rồi, xin cảm ơn MC. Xin chào bạn Lê Như Ngọc nha.
chung là cô tư vấn rất là nhiều năm và hầu như năm nào cô ngồi cô cũng được những cái bạn nữ đặt câu hỏi tương tự như thế này. Đó là em là nữ, em có thực sự học ngành nghề hợp hay không? Vậy thì cô ngồi ở đây, cô ngồi chung với những thầy ở đây là một câu trả lời rất là ý nghĩa và chính xác với độ chắc 100% cho các em về cái chuyện là chúng ta có hợp với ngành công nghệ thông tin hay không. Mặc dù chúng ta cũng biết rằng ngành công nghệ thông tin là một cái ngành khá là khô khan và có thể dành cho những cái anh trai, những cái chàng trai và những cái nhóm ngành kỹ thuật vì họ hơi gọi là nam tính đó. Thì nhưng mà những cái người phụ nữ như chúng ta vẫn có thể phù hợp với những cái chuyên ngành này, nó sẽ không phân biệt về cái chuyện là giới tính mà chúng ta vẫn hoàn toàn có thể ngồi lập trình được như những thầy, những cô ở đây và những cái bạn học chung lứa với mình và là con trai. Vì vậy cô có một cái lời động viên và rất là welcome khi em hỏi cái câu đó là em là nữ, em có thực sự hợp ngành hay không. Vậy thì dù là nữ hay là bất kỳ một người nam đi nữa thì khi học cái ngành công nghệ thông tin thì các bạn đều cũng cần có một số cái tố chất để mình xem lại cái bản thân mình có thực sự phù hợp với cái ngành công nghệ thông tin hay không. Ví dụ như các bạn là nữ hoặc là nam, vậy thì các bạn có đam mê công nghệ hay không? Thì đó là một trong những cái yếu tố đầu tiên mà đánh giá một cái người là mình thực sự thuộc và học hợp với cái ngành này không. Đó là bạn có đam mê công nghệ hay không? Mình có thích dọc này dọc kia, mình có thích chơi game, mình có thích làm phần mềm hay là sử dụng những phần mềm về Office chẳng hạn. Rồi mình sẽ có cái tính gọi là ham học hỏi, thích trao dồi kiến thức, vân vân. Thì đó là những cái kiến thức về cái kỹ năng của mình. Còn về những cái là về kỹ năng mềm thì ví dụ như các em có chơi với những cái bạn chung nhóm, có bao giờ làm nhóm mà cảm thấy hòa hợp và rất là dễ làm việc hay không? Rồi ví dụ khi mà mình có vấn đề gì đó thì hoàn toàn mình có thể giải quyết được. Và đặc biệt là mình có kỹ năng giao tiếp, chẳng hạn mình nói chuyện được với mọi người cũng rất là nói chuyện được với mình và cả hai rất là hòa hợp với nhau chẳng hạn. Thì đó là tất cả những cái yếu tố mà để một cái người mà chúng ta muốn học ngành công nghệ thông tin mà không phân biệt giới tính là nam hay là nữ. Rồi cảm ơn câu hỏi của em rất là nhiều nha. Dạ rồi, vâng ạ. Cảm ơn. Dạ rồi, xin được cảm ơn cô Huyền Châu và bây giờ cũng xin được gửi tới bạn đó chính là người thành công thì chúng ta luôn có lối đi riêng. Dạ, tại sao chúng ta phải chạy theo những xu hướng hiện tại để làm gì khi mà đam mê của mình đó chính là một con đường duy nhất và dẫn mình tới những cái thành công. Cho nên là bạn hãy tự tin lựa chọn theo những đam mê và sở thích của bạn nhé. Và tiếp theo, đến từ bạn Uyên Phương thì bạn có đặt một câu hỏi là thầy cô cho em hỏi ngành công nghệ thông tin và kỹ thuật phần mềm đầu vào có đòi hỏi nhiều kỹ năng hay tiêu chí gì hay không? Dạ, và với câu hỏi này thì sẽ có hai ý là công nghệ thông tin và kỹ thuật phần mềm. Và Minh Nhật cũng sẽ như là được mời hai thầy là thầy Phụng sẽ giải đáp cho bạn về đầu vào ngành công nghệ thông tin. Và sau đó thì thầy Danh sẽ giải đáp cho bạn về đầu vào ngành kỹ thuật phần mềm. Dạ, xin được mời thầy Phụng ạ. Rồi, cảm ơn câu hỏi của em. Thì thầy cũng trả lời ngắn gọn một chút xíu vậy thôi. Thì lúc nãy như thầy đã nói là ngay như cô Châu vừa rồi đã có cái giải đáp á, là cái đầu vào là gì, cái quan trọng nhất ngay lúc đầu đó là cái đam mê. Dạ. Các em có muốn thích hay không đã, trước đi đến câu hỏi đó. Còn bây giờ thật ra đó, kiến thức khi các em vào trong trường thì các thầy cô sẽ hỗ trợ hướng dẫn và đào tạo cho các em để các em có thể phát huy được cái khả năng của mình. Ngay cả cái việc đấy các em thắc mắc là tiếng Anh các em có vướng hay không, các em có lo hay không, hiện nay nhà trường đã tổ chức, đã có một cái chương trình đào tạo tiếng Anh rất là nhiều, tập trung rất nhiều vào tiếng Anh để hỗ trợ các em tiếng Anh. Các em chưa biết, các em chưa có khả năng học tiếng Anh, các em vào đây nhà trường đã hỗ trợ các em học tiếng Anh. Rất nhiều cái chương trình để hỗ trợ các em được như thế vậy. Cho nên thầy chỉ tóm lại một câu như vậy. Thứ nhất là các em có thích nó hay không đã. Đó, nếu các em thích rồi thì các em cứ việc đăng ký học, thì trong còn lại vấn đề còn lại thì khoa và nhà trường sẽ tạo điều kiện để các em phát huy được cái sở thích của mình. Dạ, đấy vâng. Là cái gần như thế vậy thôi. Dạ vâng, dạ cảm ơn thầy rất là nhiều. Và cũng xin được mời thầy Danh Đạt sẽ tiếp lời cho thầy Phụng về đầu vào của ngành kỹ thuật phần mềm ạ. Xin được mời thầy. Cảm ơn câu hỏi của bạn Duy Phương. Cũng như thầy Phụng đã chia sẻ đó, là cái việc đầu tiên các bạn chọn cái ngành công nghệ thông tin hay phần mềm hay bất cứ ngành nào khác thì các bạn có đam mê là nó là có đam mê các bạn được. Bây giờ tôi sẽ nói về cái đòi hỏi các cái kỹ năng hay các tiêu chí liên quan đến ngành kỹ thuật phần mềm. Các bạn thấy là bây giờ kỹ thuật phần mềm lập trình đúng không? Lập trình, bạn thấy là các bạn lập trình từ bây giờ lớp 6 tuổi đã học lập trình rồi, sinh viên học sinh lớp 9 đã học lập trình rồi,
thật sự nó không có quá khó, chỉ cần các bạn có sự đam mê và bạn thích thú với nó thì bạn sẽ làm được. Còn các tiêu chí mà không có nhiều tiêu chí thì quá khó là bạn không làm. Và khi các bạn đã học một sư thầy Vân Lan thì chắc chắn thầy cô ở Vân Lan sẽ dìu dắt các bạn để ra được cái ngành nghề mà các bạn yêu thích. Nên các bạn có đam mê là đủ, việc còn lại thì các thầy cô sẽ trau dồi. Các bạn yếu lúc nào thì giáo viên sẽ hướng dẫn các bạn về đường đó. Tôi nghĩ là vấn đề này chỉ là chủ yếu là vấn đề thôi, còn nhiều vấn đề khác các bạn yên tâm. Về lập trình thì các bạn sẽ thấy là sinh viên hay học sinh lớp 9 đã học được, không có gì mà khó khăn hết. Dạ vâng, xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ, xoay quanh quẩn lại thì về vấn đề đam mê. Còn các thầy, các cô và trường Đại học Văn Lang sẽ tạo mọi điều kiện cho các bạn, chỉ cần các bạn có dám như là theo cái nghề này không thôi. Dạ rồi, và tiếp đến là bạn Quang Huy. Bạn đó có một cái câu hỏi rất là thiết thực, đó chính là cho em hỏi là khi học trường của mình, khi thực hành thì có tính tiền thực hành hay không ạ? Thì với câu hỏi này thì xin được mời thầy Toàn Định ạ. Dạ, thầy Toàn Định giải đáp với bạn Quang Hy là khi mà mình thực hành tại trường thì mình có bị tính tiền thực hành không ạ? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Tuy nhiên mình học thực hành thì mình chỉ mình ví dụ như đối với những cái môn mà mình biết chương trình á thì mình biết thôi, chứ mình vì không có đề về chi phí gì ở đây. Dạ vâng. Cho nên là các bạn rõ ràng là mình không có chi phí gì hết, tại vì mình thực hành, mình làm các cái học phần á. Dạ. Thì mình có những cái biết chương trình thôi, với lại là ví dụ như bạn sử dụng dữ liệu thì có thể là nguồn dữ liệu mở, thì hầu hết cái nguồn dữ liệu hiện nay đều mở hết, cho nên là các em có thể download về thoải mái. Các em yên tâm về vấn đề đó ha, không có tốn chi phí gì mà thực hành. Dạ rồi, xin được cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Và cũng xin được mời thầy Tùng sẽ bổ sung cho các bạn rằng là để cho các bạn an tâm hơn ấy, là các bạn sẽ cần chuẩn bị những gì khi mà các bạn học thực hành nè. Dạ, xin được mời thầy Tùng. Rồi, thầy chào các bạn. Để mà các bạn học thực hành tốt á, thì hiện tại qua công nghệ thông tin của trường Đại học Văn Lang đã đầu tư một cái hệ thống online lab với các cái hệ thống tính toán phân tán và các cái xây dựng các cái phòng lab ảo để cho các bạn có thể đăng nhập vào, các bạn học tập và thi cử trên đó. Ví dụ như các bạn có cái máy tính và cấu hình nó rất là bình thường thì các bạn lo ngại là không chạy được các cái phần mềm về xử lý dữ liệu lớn hay là cả lập trình phức tạp, thì các bạn có thể là report vào cái online app của khoa công nghệ tin, thì các bạn có thể thực hành trên cái hệ thống server rất là mạnh mẽ đấy. Thì bên cạnh đó thì các bạn cũng không có phải trả thêm bất cứ cái chi phí nào mà liên quan đến việc sử dụng cái tài nguyên học tập, thì nó đã nhà trường đã tính bao gồm ở trong cái học phí, các bạn chỉ việc là không học phí thôi. Yeah. Các bạn được sự tất cả các cái tài nguyên học tập mà khoa cũng như là nhà trường cung cấp và hỗ trợ cho các bạn. Dạ vâng, dạ cảm ơn thầy rất là nhiều. Và tiện đây thì cũng xin được hỏi thầy Danh luôn. Dạ thầy Phước Danh, về chuyện học thực hành tại ngành kỹ thuật phần mềm thì nó sẽ có giống hay là có khác như thế nào so với lại hai thầy vừa chia sẻ không ạ? Và các bạn sẽ cần chuẩn bị những gì? Đối với ngành kỹ thuật phần mềm á, nếu các bạn học ở Văn Lang thì Văn Lang có những cái phòng thực hành về máy tính tương đối mới, đầy đủ các thiết bị và đáp ứng được cho các ngành kỹ thuật phần mềm. Các bạn có những việc mà các bạn muốn dùng cái máy riêng phần mềm đó, thì các bạn chỉ mua cái máy cũng không quá đắt tiền, có tầm K5 các bạn đã chạy được các kỹ thuật phần mềm rồi. Về cái thực hành ở Văn Lang thì các phòng máy các bạn không trả bất kỳ chi phí nào khác, mà tất cả học phí bình thường thôi. Các bạn yên tâm về cái vấn đề đó, các bạn vào học thì về thực hành hay mọi thứ thì đã tính được chi phí rồi, không có tốn tiền cho cái gì khác. Các bạn cứ vào học thì các bạn sẽ trải nghiệm những cái đó. Dạ vâng, dạ rồi, xin được cảm ơn ba thầy rất là nhiều ạ. Và chúng ta đến với một câu hỏi cuối cùng. Bạn này thì muốn hỏi thầy Phụng luôn, đó chính là thầy có thể chia sẻ cho các bạn làm thế nào để khi tốt nghiệp các ngành thuộc lĩnh vực IT thì sẽ có ưu thế để mà mình xin việc trước cái nhà tuyển dụng mà. Dạ. Rồi thì cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì chắc chắn cái này thì một cái vấn đề
quan trọng đây. Thì thầy muốn chia sẻ một cái vấn đề quan trọng nhất hiện nay khi mà các nhà tuyển dụng người ta tuyển nhân lực công nghệ thông tin. Một cái quan trọng đó chính là về ngoại ngữ. Thật sự bây giờ thì phải nói thẳng là ngoại ngữ cực kỳ quan trọng, đặc biệt là tiếng Anh. Bây giờ đó, người ta nói rằng là như lúc nãy các thầy cũng chia sẻ, lập trình thật ra nó cũng không có khó. Các ứng dụng của MT hiện nay nó cũng không khó. Quan trọng là bây giờ mình có biết ứng dụng nó như thế nào, và trong cái môi trường hiện nay là môi trường toàn cầu. Hầu như các khách hàng, các sản phẩm nó là tiếng Anh, khách hàng nó là nước ngoài. Vậy thì nếu như mình có một cái khả năng thứ nhất đó là tiếng Anh thì cái đó là cái quan trọng nhất mà các doanh nghiệp họ cần. Song song đó thì đương nhiên là người ta sẽ phải cần những cái kỹ năng khác nữa, là làm việc nhóm, đúng không? Như anh này từ đây từ chia sẻ nhiều lần rồi, làm việc nhóm. Bây giờ không có chuyện mà chúng ta làm cá nhân được, chắc chắn là phải làm việc nhóm. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải có những cái khả năng mà chúng ta tự xử lý các vấn đề. Thế cho nên bây giờ thầy ưu tiên này, cái quan trọng đầu tiên đó là các em phải cố gắng học tiếng Anh. Thì cái này thầy đã nói lúc nãy là trong nhà trường hiện nay đầu tư rất mạnh cho các em về việc này. Và khi đó thì các em hiện nay nhà trường có một cái yêu cầu về chuẩn đầu ra đấy, là các em phải đạt cái IELTS 6 chấm. Đó, khi ra như thế vậy, và hoặc là các em có phải thi cái kết quả đầu ra tương đương của nhà trường. Thì trong quá trình như thế vậy thì nhà trường sẽ có những cái hỗ trợ để các em học tập rất nhiều cái phần tiếng Anh để trau dồi tiếng Anh cho các em. Cho nên đây thì thầy nhắc lại nha, cố gắng thì các em tập trung vào là một trong những cái nó gọi là những cái lợi thế khi ra mài đi việc làm, đó là cái ngoại ngữ. Dạ vâng, xin được cảm ơn thầy rất là nhiều. Ngày hôm nay quả thật rằng là các thầy cô khi mà đến với chương trình ngày hôm nay đều mang đến cho mình sự hào hứng, rồi tất cả những kiến thức, những điều mà các thầy cô tích góp lại chia sẻ dành cho các bạn học sinh, các bạn thí sinh, các bạn sẽ là tân sinh viên khóa 28 của nhà trường. Dạ, và mang đến một niềm hứng khởi rất là nhiều cho chương trình ngày hôm nay. Và thật sự cảm ơn các thầy cô rất là nhiều đã giải đáp tận tình những thắc mắc của tất cả các bạn. Và chúng ta đã cùng trò chuyện giải đáp phải gọi rằng là vô vàn những thắc mắc, 1001 những câu hỏi của các bạn rồi. Và cũng đang gần hết thời lượng thì Minh Nhật ngay bây giờ đang rất là mong muốn các thầy cô có thể gửi một lời khuyên, hoặc là một lời chúc, một lời chia sẻ động viên, một lời truyền cảm hứng đến cho các bạn học sinh, các bạn thí sinh đang băn khoăn lựa chọn các ngành trong nhóm ngành công nghệ thông tin, các công nghệ thông tin, phần mềm và công nghệ dữ liệu. Và xin được mời thầy Phụng có thể như là gửi lời chúc trước được không ạ? Rồi thì thầy có một cái lời nhắn nhủ các em như thế vậy. Thì có một người ta luôn nói một câu đó là thao trường đổ mồ hôi. Thì đương nhiên là chiến trường chúng ta không đổ máu. Thì cái đầu tiên đó là khi các em học á, cố gắng chúng ta phải tập trung, chúng ta phải học nha. Đương nhiên là cái việc học tập này đó, sau đây khi các em học có cái nền tảng, các em ra ngoài, các em đi làm thì lúc đó là hoàn toàn, lúc đó các em hưởng được cái thành quả của em lúc đó. Nó như thế vậy. Thì thầy chỉ mong rằng là khi các em đi vô học trong một cái môi trường, bất kỳ môi trường nào, thì cố gắng chúng ta cũng sẽ phải tập trung học cho nó tốt. Những cái gì đó thầy cô truyền giảng thì các em cố gắng, các em sẽ học tập như thế vậy, làm sao để mà đạt được cái yêu cầu kết quả tốt nhất. Đấy là một cái lời khuyên, để cái mong muốn là thầy cũng là mong muốn được các em lưu ý cái vấn đề như thế vậy. Dạ vâng, xin được cảm ơn lời khuyên đến thầy Minh Phụng. Và tiếp theo xin được mời cô Huyền Châu ạ. Cô có lời nào muốn nhắn gửi đến các bạn học sinh, các bạn thí sinh đang theo dõi chương trình ngày hôm nay không ạ? Xin chào các em. Bây giờ cô sẽ gửi một lời khuyên thật là ngắn gọn thôi ha. Người ta hay nói là khi chúng ta lựa chọn thì nó sẽ có hai trường hợp, đó là lựa chọn đúng hoặc là lựa chọn sai, đúng chưa ạ? Nhưng mà nếu như chúng ta không bao giờ lựa chọn thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó hết. Cho nên các bạn hãy lựa chọn đi. Với những cái gì mà hồi nãy giờ các bạn nghe được từ những thầy cô giới thiệu về những chuyên ngành, các bạn hãy can đảm và chọn cái chuyên ngành mà mình cảm thấy thích ngay tại thời điểm này. Vì khi các bạn lựa chọn xong, chúng ta sẽ cùng nhau phấn đấu vì sự lựa chọn đó nha. Hẹn gặp các em trong tương lai. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn những lời tâm tình đến từ cô Huyền Châu ạ. Và tiếp theo thì xin được mời thầy Khắc Tùng sẽ gửi những lời chúc, những lời khuyên dành cho các bạn. Dạ, xin chào các em. Thầy hy vọng rằng là cái livestream này sẽ cung cấp cho các bạn những cái thông tin bổ ích để các bạn có thể có những lựa chọn cái ngành nghề phù hợp với cái năng lực sở trường của bản thân. Và để ra trường thì các bạn trở thành một cái người mà có cái tay nghề tốt, đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội
cũng như mong mỏi của gia đình. Và các thầy cô ở đây thì cũng sẵn sàng là chia sẻ tiếp và giải đáp tiếp các thắc mắc cho các bạn. Nếu các bạn chưa rõ ở cái toàn văn con ở những cái điểm nào hoặc là những cái câu hỏi mà các thầy cô ở hôm nay là chưa có giải đáp hết cho các bạn, thì các bạn có thể bây giờ là các bạn có thể lên Google để các bạn search cái thông tin về cái khoa công nghệ thông tin rồi về khoa máy tính của trường Đại học Văn Lang. Thì các bạn sẽ có thể có các thông tin về các thầy cô, về các cái chuyên ngành, về các cái chương trình đào tạo để các bạn tìm hiểu thêm, hoặc là các bạn kết nối trực tiếp để hỏi han các thầy cô. Chúc các bạn có những cái lựa chọn đúng đắn, phù hợp. Dạ vâng, và xin được cảm ơn thầy Tùng rất là nhiều. Và tiếp là thầy Tùng thì xin được mời thầy Quốc Trí ạ. Dạ, thầy sẽ có những lời chúc, những lời nhắn nhủ đến cho tất cả các tân sinh viên tương lai của chúng ta. Xin chào các em. Thì như hồi nãy là các thầy cô đã nói rất là nhiều về đam mê. Thì thầy muốn nói các em tóm lại, đam mê nó sẽ dẫn dắt các em đến thành các lựa chọn đúng đắn. Nên thầy chúc các em luôn giữ được cái lửa đam mê của mình. Và các em bữa tư vấn hôm nay, nếu các em chưa rõ thông tin còn rối nhiều thì các em hãy tương tác trực tiếp với trường. Còn đối với bộ môn học dữ liệu, bộ môn khóa 1 có fanpage, các em tương tác và thầy cô sẽ trực tiếp trả lời các em. Và các em sẽ có nhiều thông tin hơn để lựa chọn những cái hơn. Cảm ơn các em. Dạ vâng, xin được cảm ơn lời nhắn nhủ đến từ thầy. Và xin được mời thầy Toàn Định ạ. Dạ, xin được mời thầy sẽ có đôi lời chúc, đôi lời nhắn nhủ hoặc là lời khuyên dành cho các bạn. Thì trước tiên thầy sẽ nói là chúc mừng các bạn đã có một lựa chọn đúng đắn khi trở thành tân sinh viên của trường Đại học Văn Lang, đặc biệt là bộ môn học dữ liệu. Thầy sẽ ở bộ môn chờ các bạn vào đây để mình cùng học tập và nghiên cứu. Vậy thôi. Đó là cái lời thầy nhắn nhủ các bạn, cố lên thêm. Dạ vâng, xin được cảm ơn thầy rất là nhiều. Và cuối cùng xin được mời thầy Phước Danh ạ. Xin được mời thầy. Rồi, xin chào các bạn. Trong một buổi live stream nóng buổi này, các bạn đã nghe được tất cả các thầy cô đã tư vấn cho các bạn về mặt phân biệt được các ngành khác nhau. Thì thầy nghĩ rằng là nó sẽ không đầy đủ bởi vì thời gian không có cho phép nhiều. Các bạn có thắc mắc về những cái ngành nghề mà bạn chưa có thể nắm rõ được, phân biệt rõ được thì các bạn có thể phục vụ sở trước. Và không hiểu được thì các bạn cứ gửi các những câu hỏi đó thì nhắn trực tiếp vào phía nhà trường thì cho các thầy cô sẽ đáp của bạn tốt hơn. Như thầy nói ban đầu đó, học hành gì các bạn có đam mê và đam mê thì nó sẽ là thành công. Thầy chúc các bạn có nhiều đam mê, có bài chọn được sự ngành đúng đắn cho tương lai của mình vững chắc hơn. Chúc các bạn thành công tương lai. Dạ rồi, xin được cảm ơn thời gian rất là nhiều. Và cũng như là xin được cảm ơn tất cả các quý thầy cô ngày hôm nay đã dành những tình cảm đặc biệt với các bạn học sinh, các bạn thí sinh này. Và các bạn thân mến, thì câu chuyện về những ngành nghề mới sẽ được tiếp tục lên sóng vào những số Văn Lang Q&A, những số livestream tiếp theo. Vì thế cho nên là các bạn hãy nhấn like fanpage và cũng như là theo dõi được những sự kiện sắp tới của trường Đại học Văn Lang các bạn nhé. Và xin được cảm ơn những lời chia sẻ tâm tình chân thành đến từ tất cả các quý thầy cô. Và xin được kính chúc cho quý thầy cô sẽ có thật là nhiều những sức khỏe và hy vọng rằng Văn Lang sẽ được gặp tất cả các bạn học sinh trong đội ngũ tân sinh viên khóa 28 ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm và khoa học dữ liệu. Dạ vâng ạ. Và các bạn nhớ một thông tin này, đó chính là trường Đại học Văn Lang đang nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 từ nay đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2022 các bạn nhớ nhé. Và Văn Lang Q&A sẽ lên sóng định kỳ vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thì cho nên rằng là xin được mời quý vị phụ huynh và các bạn học sinh sẽ đón xem trên fanpage của trường Đại học Văn Lang. Và bây giờ thì Minh Nhờ cũng như là tất cả các quý thầy cô trong ban tư vấn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Chớ lo em à, dù nhiều gian nan khôn khó muôn vàn, xin bạn luôn sẵn sàng. Dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi, không một mình nhé, cùng sát vai kề vai, sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười, mà ước mơ vào đời. Và rồi Văn Lang sẽ đến bên bạn.
về muôn nơi xa. Cùng nhau ta hát vang khát vọng vẫn lang, ước mơ mãi luôn thắm sáng, dâng đầy niềm tin chúng ta sẵn sàng. Cùng nhau ta hát vang khát vọng vẫn lang, mãi yêu mỗi nhà thân thương, dâng đầy niềm vui mỗi ngày đến trường. Ở đây xa gia đình đây, muôn khó khăn còn đây. Xin chớ lo em à, dù nhiều gian nan khôn khó muôn vàn, xin bạn luôn sẵn sàng. Dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi không một mình nhé, cùng sát vai kề vai, sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười mà ước mơ vào đời. Và rồi vẫn lang sẽ đến bên trang buồn phàn, rồi vẫn lang chắp cánh cho bạn bay về muôn nơi xa. Cùng nhau ta hát vang khát vọng vẫn lang, ước mơ mãi luôn thắm sáng, dâng đầy niềm tin chúng ta sẵn sàng. Cùng nhau sáng, dâng đầy niềm tin chúng ta sẵn sàng.